thì tôi mới mở lại, có khi là vài tiếng, có khi hoặc là sáng hôm sau. Chứ Phương Hằng tôi thường thì đăng lên thì không bao giờ gỡ bài. Cái đó là cái đặc biệt của tôi nha quý vị, cho nên là ai mà đã nói rằng là tôi chơi xong chạy hay là tôi đăng xong rồi gỡ bài, cái chuyện này nó rất là hiếm. Có khi bị cái trang chủ là nó bị quét rồi nó mất luôn cái tin đó. Chứ tôi là không bao giờ mà có cái màn chơi chạy và chơi xong rồi gỡ bài nha quý vị. Và nghe nói hôm nay đâu là vô thường, nó gỡ tất cả các cái gì mà trên thông tin rồi, tôi cũng không có kịp kiểm chứng, nhưng mà hình như là cái đó là chuyện của nó. Nhưng mà tôi thì tôi đã đưa tất cả những cái bằng chứng cụ thể để đưa nó vào một cái nhóm đặc biệt, có nghĩa là gọi như là chống cộng trong và ngoài nước, kêu gọi những nhóm phần tử xấu để mà kết nối với tụi phản động trong và ngoài nước. Thì đây là một trong những cái tội mà nặng đô nhất mà tôi dành đặc biệt cho vô thường và một số cái Quỳnh Ngọc Thiên Hương, rồi chẳng hạn như cụ Bắp Tiên Sinh. Đó là những con người mà kết nối với lại những thành phần xấu quý vị. Thì được thông báo là hiện nay là 50.000 người đang theo dõi, chỉ có mới có mấy phút đầu thôi quý vị. Hôm nay thì nó có rất là nhiều chuyện với quý vị, thì tôi xin giải mã cái giấc mơ của tôi mà quý vị nói rằng là tôi nằm mơ cũng hơi bị ghê. Thì thật sự ra thì cũng chẳng có gì ghê đâu quý vị, vì sự thật bao giờ nó cũng là sự thật. Thì có nghĩa là tôi hiểu biết tới đâu thì tôi chia sẻ với quý vị tới đó, là bởi vì có hai cái điểm chung á, là tôi cũng bị lừa, bị lừa trong cái trận lũ lụt vừa rồi. Thì tất cả chúng ta đều hướng về miền Trung thân yêu, thì tôi cũng hướng về nhưng mà tôi không có đi, cho nên cũng qua những cái lời kêu gọi thì tất cả chúng ta ở đây là tạm mướn niềm tin, và sau đó là mua bán niềm tin, và sau đó chúng ta mất niềm tin. À, đây là một trong những cái mà rất là nhức nhối, mà không phải bây giờ mà có lẽ là đã qua nhiều thập niên hoặc là nhiều năm rồi, nhưng mà không ai có thể mà đủ bản lĩnh và để mà làm ra những cái câu chuyện mà để thanh lọc lại một lần nữa. Thì có lẽ đây là cũng là sứ mạng của tôi, và cũng là đôi khi nó cũng phải có những con người anh hùng và cũng khùng khùng điên điên như tôi thì mới chơi lại. Chứ mà tỉnh táo quá, level quá hay là sĩ diện quá, ảo quá thì chúng ta lại không có không không thể nào mà coi như là thanh lọc lại cái xã hội, cái văn hóa và cái tạm ứng niềm tin. Tất cả thì chúng ta là vì niềm tin, rồi sau đó họ lấy cái niềm tin đó họ họ giao dịch trở thành là một cái dịch vụ mua bán, hoặc là những cái gì mà chúng ta không ngờ đó, thì nó lại xảy ra. Thì cũng thưa quý vị rằng là trong cái câu chuyện của Hoài Linh á, thì tôi không phải là cái người trực tiếp để mà đóng góp vào cái quỹ của Hoài Linh, nhưng mà theo một số hiểu biết của tôi thì tôi cũng tham mưu và chia sẻ với quý vị để cho xem là quý vị sẽ hiểu được. Trời ơi, hiện nay 65.000 người đang xem mà đối với quý vị chỉ mới có một kênh thôi đó quý vị. Thì tôi chỉ cũng chia sẻ với quý vị, vì chúng tôi á, là tôi không có quyền kết tội ai hết. Tôi chỉ tham mưu để cho quý vị hiểu rằng là bởi vì tôi là cái người đã giao dịch với ngân hàng cũng lâu năm, và với cái sự hiểu biết nhỏ nho của tôi thì tôi cũng chia sẻ với quý vị như thế này. Cái thứ nhất á, thì trong chúng ta ai cũng đã quá bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa với cái thái độ của Hoài Linh. Tôi tưởng Hoài Linh câm rồi chứ, 2 tháng mấy câm rồi chớ, mà không ngờ lại dính vô cái vụ này thì mới chịu lên tiếng xuất hiện. Nhưng mà cho dù Hoài Linh có nói gì chăng nữa thì Hoài Linh cũng đã quá sai, sai quá sai rồi quý vị. Và tại sao có những người bảo vệ Hoài Linh bất chấp, chẳng hạn như là đưa ra những cái chứng từ giả để mà bảo vệ cho Hoài Linh, trong cái đó sự thật nó như vậy thì đâu có cần phải vội vàng hối hả mà tung ra những cái bằng chứng giả, rồi chửi khán giả là đồ khốn nạn chó đẻ, rồi để mà bảo vệ cho nhau như vậy. Nếu mà tôi là người thật việc thật đó, thì tôi không bao giờ làm chuyện đó. Cái thứ hai là chúng ta có quyền đặt nhiều dấu hỏi khác nhau, thì tôi cũng tham mưu cho quý vị thôi, vì tôi không có phải là nạn nhân trong cái câu chuyện này, cho nên tôi hiểu biết tới đâu thì tôi nói tới đó. Cái điều quan trọng nhất á, là chúng ta phải hiểu là riêng cái chuyện mà tiền đi cứu trợ á, thì không ai có thể lấy ra để giao dịch được hết. Đó là một trong những cái sai phạm rất nghiêm trọng, rất rất là nghiêm trọng nha quý vị. Và tôi có thấy là trên cái thông tin á, thì Hoài Linh có chứng nhận số dư. Thì nói thật với quý vị á, là những con người mà đã có những cái trải nghiệm như tôi giao dịch với ngân hàng á,
thì cái chuyện mà số dư hay số không dư nó quá bình thường. Cái vấn đề là cái giao dịch đó nó được kết thúc như thế nào và đồng tiền ra vô như thế nào thì có cơ quan thứ ba để xác nhận thôi. Thậm chí là bây giờ quý vị nhìn thấy là Hoài Linh có thể là chứng minh cho chúng ta thấy rằng là con số là 14, 15 tỷ hoặc là 20 tỷ hay là bao nhiêu nó không quan trọng. Nhưng tôi có thể lấy cái niềm tin đó là cái gì? Chẳng hạn như tôi thí dụ như vậy thì quý vị dễ hiểu nè. Tôi đi gửi tiết kiệm 100 tỷ. Tôi có cái sổ tiết kiệm đó 100 tỷ thì ngân hàng phải xác nhận cho tôi là có số dư 100 tỷ. Nhưng tôi có thể vay lại 95 tỷ quý vị ơi. Đây là một trong những cái chiêu trò mà rút tiền rất là ngọt ngào. Chỉ có những người ít cái giao dịch ngân hàng á, 80.000 người xem, wow, mới có một kênh đó quý vị. Có nghĩa là tôi muốn nói đây là gì? Khi tôi nói thí dụ đi, bây giờ tôi nói tôi muốn bảo lãnh cho một người nào đó có một cái số tài khoản dư trong ngân hàng là 20.000 đô, lập tức là ngân hàng phải xác nhận cái số dư đó ngay và luôn. Nhưng ngày hôm sau tôi rút ra. Phải không quý vị? Thì nhưng mà cái giấy tờ đó nó vẫn còn giá trị pháp lý trong 30 ngày hoặc 60 ngày hoặc là 6 tháng không chừng, thí dụ vậy. Cho nên cái xác nhận số dư của Hoài Linh nó không phải là vấn đề để là niềm tin. Cái niềm tin ở đây là Hoài Linh có thể xác nhận cái số dư đó, nhưng Hoài Linh có thể rút tiền bất cứ lúc nào hoặc vay mượn trở lại với bất cứ số nào. Trong một 13 tỷ đó có thể còn lại 500 triệu hay là 1 tỷ, 2 tỷ, cái đó là chuyện của Hoài Linh với ngân hàng. Cái này chỉ có người trong cuộc, cơ quan điều tra và ngân hàng biết thôi. Cho nên làm gì làm. Không, tôi không muốn biến giấc mơ tôi thành sự thật, nhưng mà đó là những cái hiểu biết của tôi. Có thể tôi chứng minh cho mọi người thấy là tôi có cả ngàn tỷ, nhưng thực chất tôi đã lấy lại hết 950 tỷ bằng cái vai ngược trở lại rồi. Cho nên đó chưa nói được điều gì. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa đó là không thể nào giao dịch trong cái đồng tiền mà cứu trợ, dù là một đồng lấy đi, lấy ra hoặc lấy vô. Vì Hoài Linh không có quyền chốt cái sổ tiết kiệm đó hoặc là cái tiền gửi tiết kiệm đó khi cộng đồng mạng chưa đồng ý, bởi vì mình tạm ứng niềm tin chứ mình đã chưa thấy Hoài Linh đi làm gì. Đó là cái sai rất là nghiêm trọng. Cái tiếp theo nữa đó là nếu như câu chuyện này chúng ta không moi móc ra thì đến bao giờ? Cho nên tôi chỉ nói những cái câu chuyện nó đơn giản thì quý vị nào trong cuộc quý vị sẽ hiểu, chứ còn đối với tôi á thì không cần phải coi như là dạch lá tìm sâu, là bởi vì nó không liên quan tới tôi. Nhưng tôi dẫn chứng cho quý vị thấy có những cái ma mảnh á mà có thể chúng ta bị lừa rất là hợp pháp nha quý vị. Thí dụ như bây giờ Hoài Linh chứng minh là có 20 tỷ trong tài khoản, nhưng mà đã vào làm hợp đồng vay mượn lại 19 tỷ, đó là chuyện bình thường. Còn có 1 tỷ rỗng nát, cái chuyện đó nó rất là bình thường quý vị ơi. Cho nên là chỉ là quý vị đã tạm ứng niềm tin và Hoài Linh đã buôn bán niềm tin đó. Và muốn biết được cái sự thật đó thì chúng ta phải sao kê lại tất cả những cái khoản ra vào và không được ra, nếu như cái đồng tiền này chưa công bố chính thức để mà làm quỹ từ thiện. Đó, thì cho nên ở đây tôi mới nói là tôi có những cái giấc mơ nó hơi bị kỳ lạ, và tôi tin rằng những cái giấc mơ đó là nó có thật. Là bởi vì sao? Cái chuyện xác nhận cái số dư ngay hiện tại, thậm chí là hôm qua tôi xài hết rồi, hôm nay tôi mượn số khác tôi thảy vô thì ngân hàng xác nhận cái tôi số dư là bình thường. Nó rất là bình thường. Còn ví dụ như tôi gửi 6 tháng rồi thì lãi ở trong đây nó cứ phát sinh, và cái tiền lãi tôi mượn thì tôi cũng phải trả nợ ra. Hai cái nó vẫn thể hiện ra song song nhau như này quý vị. Cho nên nó chỉ có những người không có hiểu á thì có thể là bị đánh lừa, bị sổ mũi dắt đi. Nhưng riêng tôi rất là hiểu. Tôi hiểu lắm quý vị ơi. Cái nào là thí dụ bây giờ tôi gửi lãi suất có 1%, nhưng khi tôi vay lại á là 1.5% thì tôi phải trả cái 1.5% đó, chứ tôi không thể nào mà tôi lấy cái này tôi cấn qua cái này được. Khi vay á bao giờ nó cũng cao hơn cái tiền mình đi gửi hết. Thì bây giờ tôi nói thí dụ tôi gửi 100 tỷ, tôi vay là 95 tỷ, tôi còn có 5 tỷ, nhưng cái sổ tiết kiệm tôi vẫn giữ được, hoặc là tôi chứng minh cho mọi người thấy tôi có 100 tỷ, nhưng trong thực chất chỉ có ngân hàng với tôi mới biết là tôi có 5 tỷ thôi. Đó là cái câu mà tôi có thể giải mã cho quý vị hiểu được là bởi vì sao. Bản thân tôi là doanh nghiệp, bản thân tôi là một nhà bất động sản, kinh doanh bất động sản từ khi tôi chưa lấy anh Dũng kìa. Có khi tôi bỏ vài trăm tỷ vào ngân hàng, nhưng khi tôi cần mua miếng đất mà tôi chưa có kịp tới ngày đáo hạn thì tôi làm hợp đồng tôi vay lại, thì cái chuyện tôi vay 95%, thậm chí còn vài ngày nữa đến hết hạn tôi vay 98% là bình thường. Nhưng số dư đó vẫn được bảo đảm, ngân hàng phải vẫn xác nhận cho tôi là tôi có số dư 100 tỷ. Còn cái chuyện tôi vay là tôi được tín nhiệm trên cái sổ đó cũng là bình thường. Cho nên tôi mổ xẻ ở đây là để cho quý vị có cái tham mưu thêm, chứ còn giữa chúng ta không thể kết luận được là ai đúng ai sai, chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt thôi quý vị à. Còn ví dụ như bây giờ tôi xài hết cái số tiền đó rồi, tôi mượn người khác tôi thảy vô, thì bên ngân hàng cũng có thể xác nhận cho tôi là số dư tôi hiện nay là như vậy. Vậy thôi, cái thông minh ở đây là cái gì? Đánh tráo khái niệm.
đó quý vị. Cho nên nó dù 6 tháng đó, ví dụ như bây giờ tôi lãi là 6 tháng tôi lãi là 400 triệu, nhưng tôi sẵn sàng đóng lãi bên ngoài thành 500 triệu, vì cái hợp đồng vay vốn đó tôi sẵn sàng bù vô, chứ không phải tôi được cái lãi này. Nhưng mà tôi lấy được sẵn cái số tiền đó ra. Tôi nói gì thì chắc là quý vị hiểu được. Hiểu được, và nếu cần quý vị cứ tham khảo bên ngân hàng. Và cái quan trọng nhất á, là để cho trắng đen thì cứ nên để cho cơ quan thứ ba bước vào. Vì là thật sự theo luật á, thì khi đã là tiền cứu trợ rồi thì không ai có cái tư cách để mà giao dịch bằng cái tiền này hết. Và tôi có xem sơ sơ thì bằng chứng là Hoài Linh á, là đã có chuyển ra chuyển vô 700 triệu. Cái này là cái sai hoàn toàn. Nếu như thật sự thì bản thân tôi á, là không có không trong cái sự đóng góp này. Chứ nếu có đó, tôi làm ngay lá đơn tôi gửi Bộ Công an là xong luôn. Và cái tiền này có giao dịch ra vô, không được phép giao dịch ra vô, và phải công bố số tiền này trên công chúng trước khi đi cứu trợ. Và nếu muốn gửi tiết kiệm cũng phải công bố cho mọi người, và chưa đi cũng phải công bố cho mọi người. Bây giờ đi ra đi chứng minh, đi gào hét, đi kể lể, nó muộn rồi Hoài Linh ơi. Cái niềm tin nó bị, cái khái niệm nó bị đánh tráo rồi. Không phải ai cũng con nít mà để cho Hoài Linh dắt mũi xỏ đi. Hôm qua thì lặng tâm, hôm nay thì lên tiếng, nhờ báo này báo kia đưa tiếng đưa tin. Nó không có bị, nó phải nói là nó không có thuyết phục mà nó rất là bị ổi. Vậy 2 tháng mấy nay Hoài Linh bị câm sao không lên tiếng? Bây giờ đụng vô cái chuyện mà tiền bạc, nó pháp luật nó nhạy cảm mới chịu lên tiếng. Thì ai ra sức binh Hoài Linh? Thì tôi nói thật sự là phải nói là quá bị ổi. Không có cái nỗi nhục nào hơn nỗi nhục đó. Tuy là 13 tỷ đôi khi đối với Hoài Linh nó không có lớn, nhưng mà đôi khi chơi quá tay rồi thì có những cái hậu quả rất là khó lường. Thì tôi nói với quý vị đừng có bao giờ tin rằng là người ta chứng nhận cái số dư đó cho mình. Họ chỉ chứng minh nhận cái số dư đó cho mình rất là nhanh, nhưng mà sau đó mình có thể mình biện thủ bằng cách là mình vay mượn trở lại. Trời ơi, nó đơn giản lắm quý vị ơi. Một cái hợp đồng cho vay nó khác với cái hợp đồng vay mà mình gửi vô. Rõ ràng là hai cái lãi suất khác nhau, thì người ta vẫn cho mình vay 90%, 95%. Mình vẫn chịu lời, mình vẫn có lãi bên đây rất lớn, nhưng mà khi mình vay ngược trở lại mình phải trả lời bên đây rất là nhiều. Đó là những cái gì mà tôi ngu dốt nhất tôi cũng hiểu được cái câu chuyện đó. Cho nên là đừng có chứng minh số dư. Ở đây nó không có giá trị pháp lý. Vì là muốn chứng minh, thậm chí hôm qua tôi xài hết, hôm nay tôi thảy vô tôi chứng minh số dư cũng là bình thường. Thậm chí tôi còn có 1 tỷ bạc trong ngân hàng. Ngân hàng cũng phải xác nhận cho tôi số dư là 13 tỷ. Vì là sao? Tôi trước đó tôi bỏ dư 13 tỷ nhưng mà tôi vay lại 12 tỷ rưỡi rồi. Cũng là bình thường. Cho nên tôi chỉ tham khảo và nói những cái gì tôi hiểu biết được cho quý vị thôi. Đó, còn đây là một cái chứng nhận là Hoài Linh đã chuyển đi 700 triệu. Đây là một trong những cái sai rất nghiêm trọng mà dùng tiền của cộng đồng mạng. Đây là một cái chốt hạ này quý vị. Nếu như chúng ta một lần nữa thực sự muốn biết cái câu chuyện này thì phải nhờ cơ quan thứ ba. Cho nên những cái văn bản mà Hoài Linh chốt đi chốt về rồi nhờ người này người kia, nó bị ổi quá đi. Mình cứ đánh sòng sọc vào cái câu chuyện đi, đừng có né tránh nữa. Và bây giờ tất cả những người mà bỏ tiền ra mà gọi nhà tạm ứng niềm tin cho Hoài Linh á, thì phải thông minh nhận ra là bây giờ mình có cần tiếp tục để mà mình trao cái niềm tin này nữa không? Hay là mình có thể là mình thu hồi lại bằng nhiều cách? Chứ đâu phải đơn giản là mình bị mất đi khoản tiền mà mình trao cho người ta rồi người ta toàn quyền quyết định. Trong khi đó cái số tiền công bố đi gửi ngân hàng cũng không báo cho mình, rồi tự quyền quyết định hết, đâu có được phép đó. Hoài Linh đâu có tư cách để làm chuyện đó đâu. Và tại sao im lặng đến tận bây giờ mới lên tiếng? Cái này là càng phi lý nữa. Cho nên có những cái thủ thuật ở bên trong, chỉ có những người mà kinh nghiệm giao dịch với ngân hàng nhiều thì mới hiểu được những cái thủ thuật này. Tôi có thể chứng minh cho quý vị thấy rằng là tôi có cả 100 tỷ, 100.000 người đang xem đó quý vị, có một kinh thôi đó quý vị. Tôi có thể chứng minh cho quý vị thấy rằng là tôi có 100 tỷ số dư, nhưng mà lập tức ngày hôm sau tôi rút 99 tỷ. Nhưng mà cái số dư tôi vẫn là 100 tỷ vì tôi có cái hợp đồng cho vay. Vay một bên là một bên vẫn còn yên nguyên, đó là những cái thủ thuật. Đó, những cái thủ thuật mà có thể là quý vị á, ít cái giao dịch ngân hàng quý vị không biết được đâu. Cho nên những cái gì Hoài Linh chứng minh cho quý vị á, thì nó cái tính xác thực của nó phải nhờ cơ quan thứ ba. Thì chúng ta mới biết là đúng hay sao, là giấc mơ tôi có thật hay không. Chứ còn cái này không phải chuyện của tôi, cho nên tôi không dám quyết định, tôi không dám mà kết tội ai hết. Và tôi cũng không dám, nghĩa là tôi chỉ tham mưu cho quý vị thấy rằng có những cái cuộc mà giao dịch nó là như vậy đó. Ở trong cuộc sống của chúng ta phải hiểu biết. Chứ nếu không chúng ta bị lừa vì chúng ta trao những cái niềm tin không đúng chỗ. Bây giờ nói ra đó thì phải nói cho nó sòng phẳng, chơi cho nó đẹp.
Vì tiền ai cũng kiếm cực khổ hết, và kiếm để mình có cơ hội mình giúp đỡ những người mà khó khăn trong cái trận lũ lụt vừa rồi, ai cũng hướng về đồng bào miền Trung. Mà bây giờ Hoài Linh nói, Hoài Linh đem cái số tiền này là đi 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 hiến tặng cho miền Trung, nó có nghĩa gì nữa đâu? Trong cái đó dịch Covid nè, bao nhiêu nơi đóng cửa, bao nhiêu người thất nghiệp nè. Và cái quan trọng ở đây đó là Hoài Linh đã mở miệng ra khi đụng tới những cái gì nó rất là nhạy cảm. Chứ nếu không thì Hoài Linh câm luôn rồi đó quý vị. Vậy Hoài Linh với lại ông Hoàng Yên giống nhau cái điểm nào? Cũng là niềm tin. Đó, Hoài Linh không chết vì là cái gọi là cái nhà từ đường 100 tỷ, nhà tổ 100 tỷ mấy lon hột xoàng hay là bao nhiêu loại trầm hương, mà nhiều khi chết có mười mấy tỷ này thôi không chừng. Giống như thằng Hoàng Yên nó lừa tới mấy trăm tỷ nó không chết, mà nó chết có 3 tỷ 8 đó quý vị. Bởi vì sao? Với ông lòng tham vô đáy, nhiều khi nghiệp nó quật không chừng. Cho nên bây giờ Hoài Linh có cố cố dễ dụa như thế nào đi chăng nữa, cố nói gì chăng nữa thì niềm tin cũng bị đánh tráo rồi. Thấy không? Cho nên là nói gì thì nói, thì dân cộng đồng mạng và tất cả những người trao niềm tin cho Hoài Linh á, đã siêu vẹo cái niềm tin đó rồi, thậm chí là họ sụp đổ nữa không chừng. Đó, cho nên đây là một câu chuyện rất là nóng, nóng với cộng đồng và nóng với tất cả những gì mà chúng ta đã thần tượng ai đó, gọi là tạm ứng niềm tin với ai đó, rồi khi sụp đổ chúng ta thấy đau đớn. Thậm chí có một chút căm hận nữa là khác, bởi vì tôi là nạn nhân, tôi đã từng là nạn nhân, tôi muốn đem cái tiền đó đến tận nơi tận chốn cho những người đang khốn khó, đang kêu cứu. Mà quý vị hiểu là cứu là phải cấp cứu, là nhanh, là mau, là lẹ, chứ đâu phải mà âm thầm nín luôn tới 6 tháng rồi bây giờ bị lôi ra rồi mới lên tiếng. Đừng có trần tình theo cái kiểu mà ai cũng ngu dốt giống như mình nghĩ, mình xỏ mũi người ta, hoặc là một số fan cuồng á, tin chứ ai mà tin. Cho nên đây là cái câu chuyện mà chúng ta phải cần làm cho sạch, cho rõ ràng, và mình phải yêu cầu cơ quan thứ ba vào tận nơi để làm việc với ngân hàng, và cái tài khoản này giao dịch như thế nào, kết thúc như thế nào và ra làm sao, thì chỉ có cơ quan điều tra là một cái nơi mà mình có thể đặt niềm tin nhiều nhất. Và quý vị cũng từng nghe tôi nói rằng nó có bên cái chỗ cái công ty God Travel đó, nó có từng chứng chứng nhận bao nhiêu cái tài sản khống để mà đi ra nước ngoài quý vị. Cũng có rất nhiều ngân hàng họ họ làm khống cũng nhiều lắm quý vị ơi. Cho nên là cái niềm tin chúng ta bị mất dần trong cuộc sống rồi, cuộc sống đã vốn khốn khó rồi mà bị lừa nó đau lắm. Ai đã từng bị lừa đi sẽ hiểu được cái cảm giác như thế nào. Cho nên nó tôi cũng không cần phải phân tích nhiều, vì những cái giấy xác nhận á, cái giấy xác nhận của tôi không muốn đụng tới chính quyền, tôi không muốn đụng tới cái gì, nhưng mà những cái giấy xác nhận nó không nói lên cái gì hết trơn. Cái nơi đó là nhà thờ tộc của Hoài Linh đó quý vị, nhà thờ tộc ở ngoài Linh ở ngoài đó đó. Cho nên rất tiếc là trong cái vụ này tôi không có tham gia, chứ nếu tôi có tham gia là ngay và luôn rồi. Tôi chỉ tham mưu cho quý vị thấy rằng là chúng ta còn đủ niềm tin để trao niềm tin đó cho Hoài Linh tiếp tục đi làm từ thiện nữa hay không, hay là chúng ta gọi là giải tán. Tôi nói giải tán câu này tôi mắc cười. À, có cái câu vừa rồi tôi nói chơi nói vui thì nó chụp mũ tôi là coi như là phản động. Có ai phản động trong 3 giây không quý vị? Cái đầu não đầu của nó bò, cái là não bò nó mới nói tôi phản động. Trời ơi, một con người yêu nước thương dân như tôi mà đi phản động trong có 3 giây, rồi tôi bỏ cả ngàn tỷ ra, tôi đi giúp đỡ, tôi đi cống hiến, tôi nguyện, tôi hết lòng vì dân vì nước, thậm chí cho tất cả những gì có thể khi mà đất nước có lâm nguy, tôi với anh Dũng còn chưa tiếc nữa, sao tôi lại có thể đi phản động trong có 3 giây thôi quý vị. Có một cái câu nói rất là đời, rất là thường, thậm chí chơi với nhau xong giải tán, giải tán, giải tán là bình thường. Vậy mà cũng có thể là đi chụp mũ tôi mà cái nhờ chụp phát nào trợt phát đó mới ghê đó quý vị. Cái này mới là nhục quá, chụp phát nào là trợt phát đó. Mẹ quý vị thấy không? Từ hồi xưa tới giờ tôi khi tôi vô cái cuộc chiến này, tụi nó chụp tôi phát nào là trợt phát đó. Cho nên đau lắm, rất là đau đó quý vị thấy không? Rồi tôi cũng nghe thêm á, là cái con view anh nó cũng nói rằng là trong những lúc lâm nguy đó là cần tiền mặt lắm. Thấy không? Cứu trợ là phải cứu tiền mặt, trong khi đó tôi dâng hiến 4 hecta. Nó nói tôi là tại sao không đưa tiền mặt đi mà phải đưa đất. Thì bây giờ sao mày không nói với anh Hoài Linh của mày á, dân miền Trung lúc đó đang khó khăn lắm á, sao không đưa tiền mặt cho đi mà ổng luôn 6 tháng trời mới đưa vậy. Cái này quý vị nghe có mắc cười không quý vị? Và có một cái điều đặc biệt á, là khi mà thằng Hoài Linh nó đụng chuyện á, thì bao nhiêu người xúm vô cái là bảo vệ binh vực đó. Để quý vị nghe nè, trời ơi, nó diễn từ ở trên sân khấu mà diễn xuống tới tới mọi người. Quý vị nghe nó chửi như vậy nè, rồi xong rồi nó lên nó khóc, nó nói là nó thế này kia. Quý vị nghe nè, tất cả đều là chó đẻ hết, là khốn nạn hết. À, mà nó lên sân khấu nó khóc, nó nói là nó mang ơn khán giả, rồi trời ơi nước mắt cá sấu quá Hồng Vân ơi, mày diễn càng lúc càng tồi càng tệ.
mày đã manh động như thế nào, mày đã cuồng nhiệt như thế nào trong cái câu chuyện mà đưa chứng từ giả ra để bảo vệ Hoài Linh, mày còn nói là đưa ra một cái là xong rồi, từ ủy ban mặt trận. Tụi bay thấy tụi bay chơi những cái trò mà bẩn thỉu không, chơi những cái trò mà trời ơi chơi rẻ tiền. Rồi cuối cùng không biết trong cái vụ này mà banh ra nữa thì không biết tụi bay có thoát lưới hay không. Tại vì trong cái vụ này thì không có tôi, cho nên là tôi không có chơi tất tay được. Chứ nếu có tôi là tôi chơi tất tay rồi đó quý vị. Để bỏ cái thói lừa gạt, bỏ cái thói mà bày đàn mà đi mỹ thiên hạ. Thấy không? Trao niềm tin cho tôi, buôn bán niềm tin luôn. Tụi bay rất là mãnh liệt. Cho nên là tụi bay đã lừa dối thiên hạ và diễn từ ở trên sân khấu diễn xuống tới tận ở dưới. Bây giờ quý vị nghe nè, quý vị nghe xong quý vị coi lại hình ảnh mà Hồng Vân khóc kể nè quý vị. Chó đẻ đó thiệt à. Tụi quá chó đẻ luôn đó. Chó đẻ đó thiệt à. Tụi quá chó đẻ luôn đó. Quá chó đẻ luôn, vậy có một mình má nó đẻ nó ra, còn tất cả chúng ta là đều chó đẻ hết nha quý vị. Vậy thì nó lên sân khấu nó khóc nó kể là nó thế này kia, quý vị có tin được không? Nó diễn hay quá à. Thần Điêu Đại Biệt, thôi đừng có diễn nữa mấy má mấy cha ơi. Xưa lắm rồi. Bây giờ thời đại 4.0 rồi, đâu có mà đi diễn hoài vậy được. Không biết ăn nghiệp vực ai sao mà tôi nói thật, nó càng lúc nó càng trừng trò trừng trụi cần trơ trẽn ra, trời nó không giống ai hết trơn quý vị. Và đặc biệt một điều nữa nha, tôi nói thật với quý vị, tôi nằm mơ tôi thấy á, và tôi cũng nghe giang hồ đồn nhiều lắm, Hoài Linh là chơi ma túy đá lâu rồi đó. Tôi nằm mơ tôi thấy nha quý vị, trời anh ấy đập đá lâu rồi, vợ anh ấy ngày xưa cũng đập đá te tua đó, đập đá đập tường rồi, rất là cao ngạo nha quý vị. Đó, tôi nằm mơ tôi thấy vậy đó, một hình như là trong cái giới đó đa số nó là như vậy đó quý vị. Đa số những cái loại chơi chơi á là nó đa số là nó như vậy, cờ bạc số đề rồi đập đá rồi sống rất là trụy lạc, vì người ta có quyền có tài thì cũng lắm tật đó, người ta nghĩ là người ta có quyền đó quý vị. Và đồng ý với quý vị rằng người ta có tài nhưng mà người ta đã coi như là người ta có cái gì gọi là nghiệp á, có nghề thì tạo ra thêm cái nghiệp đó quý vị. Và đồng thời tôi cũng đưa cho quý vị thêm một cái tin này, quý vị có biết không, có một anh nhà báo đã nhắn tin với Hoa Hạ, và cái anh này là hay lắm nha quý vị. Ở đây con, anh này làm nhà báo nhưng mà anh này tên là chữ Hờ, tôi chỉ không tiện nói tên đó. Và ảnh nhắn tin với Hoa Hạ như thế này nè, ảnh nắng nói như thế này quý vị. Thì ảnh là nhà báo mà ảnh là có đảng viên nha quý vị. Hôm qua thì Ma Sơ vui vẻ cũng có nhắc sơ sơ thì tôi cũng nhắc lại. Có đảng viên nha quý vị. Từ từ gom một thể rồi xử luôn. Con mụ này bị quyệt nghiệp quật, nay lôi vô nghệ sĩ chưa hạ màn chờ coi nhé chị. Bảo đảm tình tiết hay hơn trên sân khấu mình ha ha. Rồi con qua hạ nó trả lời nè. Con này nghiệp quật nặng quá, đụng tới nghệ sĩ thì tổ quật hết đường luôn mà chạy. Đó quý vị thấy không, quý vị thấy không, đó coi như là nó âm mưu nó hại em, nó âm mưu. Cái thằng này nó nói là từ từ gom một thể rồi xử luôn, nhưng mà quý vị biết không, nhiều khi ông trời ông không có chịu nó. Nó là đảng viên nha quý vị mà nó kết nạp chơi với một thằng phản động, Tấn Dũng, Tiến Dũng. Nó chơi với Tiến Dũng nha quý vị, đảng viên của một tờ báo nha quý vị. Đó, tên là Nguyễn Thanh Hắc, em chỉ nói vậy thôi. Đó, hình ảnh em có đầy đủ và em đã lập di bằng sau khi nó xóa đi và nó xóa luôn kết bạn. Quý vị thử nghĩ xem, một đảng viên mà chơi với lại tụi phản động cấu kết đó, và nó nói như vậy nó quỳ từ từ gom một thể rồi xử luôn. Con mụ này bị nghiệp quật, nay lôi nghệ sĩ vô chưa hạ màn chờ coi nhé chị. Bảo đảm tình tiết hay hơn trên sân khấu mình ha ha. Quý vị thấy không, một mình em mà có biết bao nhiêu người muốn bao dây em, muốn chơi em. Và có một chị hâm rằng là khi mà bầu cử xong rồi á sẽ trả thù em đó quý vị. Em sợ quá đi hà. Mà nhiều khi ông trời em không chịu, mà chưa có làm gì mà đã có một cái là gọi là một cái ý tưởng thù cá nhân rồi, thì thật sự ra thì thua luôn. Chưa có gì hết mà đã mang một cái tư thù cá nhân, thì khi mà công bố chính thức rồi thì em sẽ đưa chị ấy ra công chúng. Chị ấy đã nhắn tin tư thù cá nhân, đợi đó đi, xong cái vụ này rồi sẽ chơi em.
À, hay không quý vị? Nghĩa là đã vô được chính quyền rồi sẽ chơi em. Vậy quý vị thấy em có quá nhiều kẻ thù không quý vị? Tại sao là đến như vậy? Từ nhà báo rồi người chuẩn bị vô được ngồi cái ghế nhà nước rồi sẵn sàng chơi em. Vì sao quý vị? Vì tất cả là sao? Nó thần tượng, nó cuồng và đụng tới giới nghệ sĩ. Một cái nhóm nghệ sĩ mất dạy thì tụi nó ra sức nó bảo vệ. Đó, bây giờ em nói thật với quý vị nha. Chẳng hạn như bây giờ cái con vô thường, em mới có đem nó lên công chúng thôi mà nó chửi em không còn lời lẽ nào, và nó nói rằng nó sẽ ỉa lên cả bàn thờ ông bà tổ tiên nhà em là một con đĩ vô văn hóa. Thì quý vị có nghe cái một à, nghe cái mà nó chửi em trên một trên cái một qua của quan 1986 á, rồi nó chửi em không thương tiếc luôn, mà nó là bác sĩ nha quý vị, mà nó chửi em á là đồ không có học. Em không có học em chửi thì cũng đã đành đi, còn nó thạc sĩ bác sĩ mà nó chửi nó đòi ỉa lên bàn thờ của cha mẹ ông bà tổ tiên nhà em luôn đó quý vị. Thì em hỏi nó nha, sẵn đây em hỏi nó luôn, vậy thì nguyên một đám á, cả mấy chục người, mấy trăm người, mấy ngàn người chửi em hàng ngày hàng đêm hàng giờ á, thì em như thế nào? Trong đó em mới có lôi nó lên thôi mà nó nhảy đập đập như nước sôi đổ vô háng nó chửi cái dòng họ tông ti nhà em, nó mới ném có chút xíu đó thôi đó mà nó đã khó chịu rồi, huống chi là bao nhiêu chục ngàn người chửi em quý vị. Chơi không vui, không công bằng rồi. Quý vị thấy không? Nó tự xưng nó là một thạc sĩ, là một bác sĩ mà nó chửi những cái lời như vậy, trong cái đó nó chê em vô học, em chửi nó có gì đâu lạ. Mà em mới đụng nó chút xíu nó mới vậy đạch 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 lên vậy á. Mà hôm nay nghe nói nó xóa hết rồi, bây giờ nó có xóa, nó có chạy đằng trời, nó cũng không thoát khỏi cái tội mà cấu kết với tụi phản động để mà biêu riếu từ chính quyền cho đến là coi như là doanh nghiệp của em cho tới cá nhân vợ chồng em, một cái thương hiệu, một cái doanh nghiệp như vậy là kỳ này là nó là được ưu tiên số 1, nó no đòn luôn đó quý vị. Thì cái gì cũng vậy hết, quý vị cũng thấy rằng là em chưa bao giờ chọc ghẹo ai hết, em chưa có chửi rủa ai hết, em chỉ thưa thằng Võ Hoàng Yên nó lừa em thôi. Em không có đụng chạm ai hết, quý vị phải công nhận với em không? Em đâu có gieo gió, em đâu có đụng chạm gì ai đâu. Mà nó lôi em vô thì nó đụng thì em phải chạm thôi, nó cảm thì em phải xúc thôi. Nó đụng, coi như là nó muốn sụp thì em cho nó đổ luôn rồi, quý vị thấy không? Bây giờ đổ ra hàng loạt luôn. Làm như nghiệp nó quật quý vị ơi. Nghiệp nó quật hay sao đó mà nó rần 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 rần. Rồi bây giờ tụi nó vội vàng vội vã đưa lên những cái thông tin mà đi làm từ thiện, sao mà nghe nó bỉ ổi quá. Nếu mà không ai bươi móc ra, không đổ bể ra đó thì có ai mà lên tiếng không quý vị? Vậy thì thêm một lần nữa chúng ta lại cảm thấy rằng chúng ta bị lừa từ niềm tin nhiều quá. Vì những cái cuồng, những cái niềm tin mà chính vì những nơi không an toàn nhất là những nơi gọi là nguy hiểm nhất. Quý vị thấy không? Sụp đổ không quý vị? Quá sụp đổ luôn. Thấy không? Thần tượng sụp đổ thật sự luôn. Thì bây giờ chúng ta phải có những cái giải pháp thôi. Tôi nói sau một cái cuộc thanh trừng này rồi á, thì mới thấy rằng á, cái xã hội này nó sạch sẽ trở lại, nó công bằng trở lại, nó văn minh trở lại, và nó được cư xử với nhau tử tế trở lại. Đó, tôi chỉ nói riêng cái chuyện Hoài Linh thôi là mấy hôm nay dậy sóng hết rồi. Và cái câu chuyện này thì tôi nói thật lòng, phải nếu là tôi phải đưa ra công an thôi, chứ không có thể nào mà nói chơi nói suông được. Nếu mà nói góc cạnh nào là cũng sai hết. Và bây giờ đi ra nói cái này nói cái kia giống như là mình không có chuyện gì, 2 tháng mấy nay thì trốn chui trốn nhủi như con chuột, thậm chí bị câm bị điếc luôn. Bây giờ đụng tới pháp luật, đụng tới những cái chuyện nhạy cảm thì mới chịu lên tiếng. Thì như đó quý vị thấy rằng là họ là những người như thế nào? Còn niềm tin nữa không quý vị? Còn xứng đáng là nghệ sĩ ưu tú, cái thanh danh cái gọi là như thế nào nữa không quý vị? Cho nên tôi nói với quý vị á, có nhiều khi á, nó mắc cười lắm. Có những cái nó bị ổi, những cái nó kinh khủng khiếp lắm mà không ai dám nói hết vì người ta cho nó là xã hội. Nhưng mà đôi khi cũng phải rửa sạch, gội rửa bớt những cái điều tiêu cực, những cái điều mà dối trá, nó núp lùm, nó quanh quẩn năm này tháng kia. Quý vị thấy không, tôi là một cái người mà có cái quỹ từ thiện riêng, tôi cũng hoạt động, nhưng mà tiền lợi nhuận của công ty tôi cho, tôi không đi quyên góp ai hết, mà tôi còn bị chửi, bị rủa, bị soi, bị mói, bị bươi, bị móc. Huống chi mà đi quyên góp tiền người này, đi quyên góp tiền người kia, thì đó cũng là một cái hay. Nhưng mà tôi nói thật với quý vị á, là có những cái mà quý vị không thể ngờ được đâu.
Càng ở trên đỉnh cao bao nhiêu thì càng cao ngạo bấy nhiêu, và có thể nghĩ rằng là mình che được bầu trời, mình có thể là lấy giải thưa che mắt thánh, và mình có thể là tha hồ mà tung hoành. Thì đúng rồi, nhiều khi còn phước thì nhiều khi nó là như vậy, nhưng mà khi hết phước rồi thì nó đổ như domino. Quý vị thấy không? Tôi nói thật quý vị, nếu mà tôi mà có 100.000 thôi trong cái vụ này, là tôi nói thật quý vị, tôi đại diện toàn bộ tất cả những người, tôi làm gương thí điểm luôn. Cho nên đó, bây giờ tôi nói thật với quý vị, tôi nằm mơ, tôi thấy giấc mơ, tôi thấy rất là rõ, rất là kinh dị. Và tôi nói luôn cho quý vị, cái số chứng nhận mà cái số tài khoản mà số dư đó, nó chưa phải là dư đâu quý vị ơi, vì hàng có hàng hàng trăm cách để mà biện thủ nó. Đó, thí dụ như tôi nói bây giờ là tôi nói thêm một cái nữa cho quý vị hiểu nha. Thí dụ như bây giờ tôi gửi ngân hàng 100 tỷ, tôi có cái sổ tiết kiệm 100 tỷ rồi. Ồn ào quá. Xong rồi á là tôi vay 90 tỷ, tôi chuyển ra một cái tài khoản khác, thì tôi thao túng trong cái 90 tỷ đó bằng nhiều cách khác nhau. Cho nên là đừng có mà đánh tráo khái niệm và tạm ứng niềm tin cái kiểu đó. Chỉ có những người mà không hiểu biết á, thì có thể là người ta ít có giao dịch á, thì người ta biết thôi. Chứ còn cỡ tầm như tôi á, cỡ tầm như những con người mà hiểu biết như tôi không dám nói là tôi hiểu biết, nhưng ít nhất tôi cũng đã từng giao dịch theo cái kiểu đó. Khi cần thì tôi hốt ra liền, và tôi vẫn có thể cầm cái sổ đó và vẫn chứng minh cho mọi người số dư của tôi đó. Còn cái số nợ tôi đâu có ai biết. Cho nên là tôi mắc cười, tôi mắc cười là cứ vội vàng vội vã, rồi mấy hôm nay á, chỉ có 2 ngày nay là nhảy tung tăng lên đủ trò đủ chiêu, báo này đưa tin này, báo kia đưa tin kia, chẳng qua là muốn cứu cánh thôi. Nhưng mà nếu người thật việc thật thì đâu có cần phải làm những cái giấy tờ giả để chứng minh ra. Rồi tôi nằm mơ tôi thấy là Đàm Vĩnh Hưng nói với Hoài Linh là nói đúng mà quý vị, đâu có nói sai đâu. Nhưng mà giờ cái số tiền nó có thật hay không nữa kìa, hay là chỉ có cái chứng nhận đó thôi quý vị. Rồi bây giờ có thí dụ tôi nói, bây giờ có một người bạn nào thương quá thảy vô cho mượn để bảo toàn lại đó, thì còn cái giao dịch nữa làm chi quý vị. Có nhiều cách để mình find out, mình biết được thật sự thật trắng đen chứ. Giao dịch ra một một giờ, một phút, một giây, một đồng nó có hết mà. Nhưng mà riêng cái chuyện 700 triệu đi là sai rồi, không có tư cách đó. Và muốn gửi cái tiền đó mà phải thông báo cho tất cả mọi người là bây giờ tôi thu cái số tiền này. Người tự trọng thì ai mà ôm mình vậy, phải thông báo lên cho mọi người là tôi đang giữ số tiền này, bây giờ tôi chưa có thể nào mà đi cứu trợ được, thì tôi công bố với mọi người là tôi sẽ gửi tiết kiệm nha. Hay là phải thông báo lên trên trang mình là tiền vẫn còn nguyên nha quý vị, chứ đâu có ai mà ẩm tiền người khác mà im hay vậy. Tôi cũng làm được đâu, xấu hổ chết. Mà bây giờ bị moi ra mới lên tiếng nha, nếu không moi ra nó xin lỗi quý vị nha. Hoài Linh có về Mỹ thì xong luôn, làm gì nhau nào. Phải không quý vị? Quý vị nghĩ xem, có những cái cố lừa hoặc là có những cố mà mình đâu có lường trước được, cho nên bây giờ ai học được chữ ngờ. Phải không quý vị? Nhiều khi thấy vậy mà không phải vậy. Đừng thấy hào quang mà tưởng vinh quang nha quý vị. Đằng sau những cái mảng đen, những cái mảng gốc, những cái gốc khuất á, thì đâu có ai biết được đâu. Thậm chí là tôi nằm mơ tôi thấy Hoài Linh đánh số đề ngày cả tỷ đồng, mà thậm chí đi casino thua 200-300 ngàn là bình thường. Đó, cho nên đừng có nghĩ thấy vậy mà tưởng Hoài Linh giàu nha quý vị. Nhiều khi nợ sâu nào không biết, nó thậm chí chơi sạch tiền của quý vị cũng chưa biết luôn đó. Cho nên đó, tôi nói thật với quý vị, có những thứ không ai ngờ tới được đâu, thì thôi coi tạm như giấc mơ của tôi là mơ đi, thì tôi chỉ giải giải mã giấc mơ của tôi là vậy thôi. Còn tin hay không nữa thì quý vị đóng góp vô thì quý vị có quyền, thì quý vị đi kiểm tra và quý vị có thể làm đơn yêu cầu trích lục lại công khai minh bạch trước công chúng. Mà bây giờ có muốn tiếp tục nữa hay không quý vị vẫn có quyền, mà đâu phải mất tiền đâu mà lo. Còn nếu như mà Hoài Linh không hoàn trả lại hết thì Hoài Linh coi như là lừa đảo rồi. À, quý vị có nhiều cách lắm để chúng ta thấy rõ mà. Và từ đây về sau, ít nhất thì chúng ta cũng học được một bài học là không bao giờ tạm ứng niềm tin nữa, để cho họ đi buôn bán niềm tin với mình, đó là một điều sỉ nhục. Cho nên tôi nói thật với quý vị, không phải là cái gì, nhưng mà tôi thấy xã hội bây giờ kinh khủng quá, 1 mét vuông tới 3 4 thằng lừa đảo luôn, ghê quá quý vị ơi. Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về, đừng thấy vậy mà tưởng vậy nha quý vị. Cho nên ít nhất ở đây cũng là một bài học để chúng ta thanh lọc lại, và chúng ta muốn làm từ thiện thì chúng ta nên có những cái cách thông minh. Tôi cũng có quỹ từ thiện mà quý vị. Tôi nói thật với quý vị, có dịp tôi kể quý vị nghe, sẵn đây tôi kể sơ sơ một câu chuyện quý vị nghe, quý vị sẽ hiểu được. Ngày xưa cái quỹ mổ tim của tôi ra đời á, bởi vì tôi bức xúc quá, là bởi vì tôi nhìn thấy những cái em mà bệnh tim á,
là báo chí xin ra rã, nhưng mà quý vị biết không, khi mà tôi mở ra cái quỹ mổ tim rồi á thì tôi thấy những cái ca mà già đi quyên góp xin tiền á, tôi lập tức tôi liên hệ để tôi xin những cái ca đó để mà mang về để mà tôi đưa vào cái quỹ mổ tim của tôi á, thì người ta đâu có cho đâu quý vị. Là tại sao người ta để xin tiền, người ta lấy cái đó ra để người ta xin tiền chứ không phải là người ta muốn cứu sống những trẻ em đó. Cho nên đó, tôi nói thật với quý vị, tôi mất niềm tin rất là nhiều. Thậm chí có những cái nơi á, tôi đi đến mấy cái chỗ từ thiện á, trời ơi, tôi thấy những cái người già rất là khổ. Thì sẵn đây tôi cũng chia sẻ luôn với quý vị, và quý vị đừng có tin tôi. Những gì tôi nói chỉ là tính chất là chia sẻ và tham khảo thôi, quý vị đừng có tin tôi. Thì quý vị biết không, tôi về tôi mua mùng mua mền mua tất cả mọi thứ để tôi mang đến đó, vì tôi thấy sao mà người ta sống khổ vậy. Thì 3 tháng sau tôi đến nó cũng y vậy, rồi 1 năm sau tôi đến nó cũng y vậy, coi như là đem ra biểu diễn để mà moi tiền, mới là để móc tiền của những người mà có cái lòng hảo tâm thôi, chứ còn thực chất ra không phải vậy. Cho nên tôi chán lắm. Sau đó là tôi tự làm ra một cái quỹ từ thiện, tôi cảm thấy cái gì đúng thì tôi làm. Tôi nói ra thì sẽ đụng chạm rất là nhiều, nhưng mà cái sự thật trong cuộc sống đó là vậy đó. Cứ diễn hoài, rồi hết khách này tới khách kia, đi tới đi lui, đi tới đi lui, cũng có nhiêu đó thôi. Thậm chí cho cái gì nhập kho liền, nhập kho rồi không biết là bán hay là làm cái gì, chứ còn cái người mà tôi cho thì họ chẳng sử dụng được. Vì sao? Vì mấy tháng sau và cả năm sau tôi trở lại cũng y vậy, có thay đổi gì đâu. Cho nên nói thật với quý vị, đi sâu vô mà để được làm người tử tế, mà để được đem được cái sự thật đến đó, cho cái người mà nghèo khổ mà nhận được á, nó cũng là một cái vấn đề phải suy nghĩ, phải có trí tuệ lắm đó quý vị. Chứ nếu không đó, thì rất là khó. Tôi nói chỉ có một cái đó, tổ chức nấu ăn nấu uống như vậy, ăn vô miệng liền thì tôi có niềm tin. Chứ còn trời ơi, tôi mất niềm tin nhiều lắm quý vị ơi. Thậm chí có những cái ca mà xin xin hết tháng này qua tháng kia, xin hoài nghĩa là không biết bao nhiêu tiền, vẫn không đem nhỏ đi mổ, cứ để cho nhỏ đem đau đớn từng ngày từng giờ, rồi tạo ra những cái hiện trường, những cái cảnh mà thê thảm. Chủ yếu là để gì, đi ăn mài cái sự xót thương của cộng đồng. Tôi gặp nhiều lắm quý vị ơi, nhiều lắm. Thậm chí có những cái đứa mà ngoài đường á quý vị biết không, bị cái đầu to mà bị úng úng tủy não đó quý vị, trời ơi, kêu đem đi bệnh viện đi vẫn là không, để đi xin tiền, để đi xin tiền nuôi cả gia đình. Trời ơi, tôi nói biết nhiều, đau lòng nhiều lắm quý vị ơi. Cho nên tôi nói thật với quý vị á, tôi mất niềm tin rất là nhiều. Cho nên cái quỹ hoạt động thiện nguyện của tôi á, là tôi mổ tim, mổ úng tủy não, rồi xây trường học, làm đường, làm chùa, thậm chí là chúng tôi làm những cái gì mà thiết thực nhất. Chứ còn niềm tin á, thì tôi gần như là tôi mất niềm tin nhiều lắm, rất rất là nhiều. Khi tôi va chạm vô tôi thấy á, làm người tử tế rất là khó đó quý vị, rất rất là khó luôn, rất là khó luôn. Vì sao? Vì cái người, có những người họ họ nhẫn tâm mà họ kinh doanh trên cái sự đau khổ của người khác nữa kìa. Cho nên rất là khó nha quý vị. Nếu mà mình nhục chí á, là tôi đã bỏ cuộc ngay từ đầu rồi. Cho nên á, tôi nói thật với quý vị, cái mà đi quyên góp tiền á, thì bao giờ chúng ta cũng có một cái niềm tin, và bản thân tôi cũng đã từng là nạn nhân của cái thằng lăng băm đó rồi. Cho nên là tôi đã trải qua rồi, cũng dụ tôi ở dưới miền Trung, nó cũng là miền Trung. Nhưng mà quý vị ơi, sự thật bao giờ nó cũng là sự thật thôi, không sớm thì chiều, không mai thì một, thì nó cũng lòi ra. Và hôm nay nữa đó, thì tôi cũng thông báo tới quý vị một cái tin này không có vui đâu quý vị, là ở bên cái mấy em mà làm YouTube bên bánh mì với kinh lang thang đường phố á, lang thang đường phố, mới phát hiện một cái em này ở Cần Thơ, ở Cần Giờ, Cần Giờ mới 9 tuổi rồi quý vị ơi, mà em nó bị chết. Thì tôi cũng có xem qua cái clip sơ sơ, có nghĩa là đưa cái hình này lên con. Chỉ có đau hai cái chân thôi, sau đó là đến gặp ông Yên rồi. Rồi gặp ông Yên xong á thì ông bẻ xong rồi bắt đầu em đó là coi như là không biết gì cho đến mấy ngày sau chết luôn. Quý vị thấy có đau lòng không quý vị? Cứ như thế này nè thì quý vị có thấy thương tôi không? Và cái tiếng nói của gia đình người ta chỉ mong làm sao là đừng để cái câu chuyện này xảy ra đến người dân nữa. Họ không yêu cầu gì hết đó quý vị. Họ giống như tôi, không yêu cầu điều gì hết. Mà tại sao tôi sẵn sàng, tôi đối đầu với tất cả mọi thứ, chỉ mong một điều duy nhất là đừng để cho nó đi hại ai nữa hết. Quý vị thấy đau lòng không? Một đứa con trai 9 tuổi đầu đang ở với ông bà nội mà nó bẻ sao về cái 3 4 ngày chết luôn.
chỉ là đau chân thôi nha quý vị, hai cái chân bị teo đi không được thôi, mà từ lúc gặp cho đến lúc chết có mấy ngày thôi. Quý vị cứ lên trên YouTube á, quý vị gõ vào cái trang mà lang thang đường phố mới đi phỏng vấn hôm nay đó quý vị, thật là đau lòng đó. Thì hôm nay là bao nhiêu người chết rồi? 5 người rồi nha quý vị. Thì không biết tương lai nó sẽ còn nữa hay không. Nó bẻ người ta đến nỗi mà mình cảm giác như là mình coi những cái pha bẻ đó, mình cảm giác như người ta đứng lên, cái là đau mà ra đứng dậy được luôn. Trời ơi, 130.000 người đang xem nha quý vị. Trời ơi, em không ngờ là bây giờ coi như là khán giả theo em và tin em như vậy đó. Thì em không bao giờ phụ lòng khán giả nha quý vị. Không bao giờ em phụ lòng và không bao giờ em nói cái gì mà em không dẫn chứng được. Dù cho có gài bẫy em như thế nào thì em cũng hết sức là tỉnh táo để em nhận ra. Và có một cái thông tin nữa thì em cũng chia sẻ với quý vị từ từ vì nó quá nhiều. Đó, thì quý vị cũng biết rồi, anh Đàm Vĩnh Hưng là một trong những người mà rất là miệng mồm, rất là chịu nói, chịu gây, chịu cãi và thậm chí là rất là mạnh bạo. Trong các kiểu gì anh Đàm Vĩnh Hưng cũng có hết á. Tại vì sao tôi tiếp xúc với Đàm Vĩnh Hưng cũng 2-3 lần rồi tôi biết mà. Thậm chí là tôi còn mua một cái nón hạt mép với lại một cái dây nịt hạt mép với một cái gì tôi tặng cho Đàm Vĩnh Hưng mà quý vị. Cho nên là lúc gặp là tôi chơi rất là đẹp. Thì nói chung á là tôi thì không thích đụng chạm, nhưng mà cái gì là đúng thì tôi nói thôi nha quý vị. Anh Đàm Vĩnh Hưng công khai ủy nhiệm chi đi từ thiện. Tại sao bây giờ mới công khai? Thấy không? Mình làm từ thiện mà bây giờ đụng tới anh Hoài Linh á, là Đàm Vĩnh Hưng bị nhột. Bị nhột thì sao á quý vị ơi, nhột quá sao mà nhảy bật lên đi chứng minh hình ảnh hoạt động từ thiện, đồng thời khẳng định là mình chưa có một phút giây nào hổ thẹn với lương tâm với trời với đất. Trời ơi, đâu có ai đánh đâu mà khai, đâu có ai nói ăn đâu mà chưa gì là muốn la làng lên rồi. Đó, cho nên quý vị thấy không, sau cái câu chuyện của Hoài Linh rồi á, là tự nhiên ở trong lùm nó ló ra rất là nhiều cái những cái câu chuyện. Mà tôi nói riêng cái câu chuyện của Hoài Linh á, tôi không biết là Hoài Linh mai hay rủi nha quý vị. Nếu là có tôi 100.000 thôi, tôi bao với quý vị luôn. Nếu không đúng á ha, nếu không phải ha, mắc đền gì tôi cũng đền hết. Tôi lấy hết danh dự tôi ra tôi chơi luôn. Tại tôi không có dính vô vụ này, tôi dính vô vụ thằng Lăng Băm đó. Cho nên nó nhiều khi á, cuộc đời á, nó khó nói lắm. Không biết là nghiệp quật tôi hay nghiệp quật Hoài Linh nữa. Nhưng mà nói gì thì nói, chúng ta đã mất niềm tin rồi. Bây giờ cái còn lại là cái mà cộng đồng mạng đã đóng góp cho Hoài Linh á. Cái niềm tin còn hay mất và xử sự như thế nào thì chúng ta, theo như tôi á, thì nên mời luật sư tham khảo. Vì tiền nào cũng là tiền mồ hôi nước mắt hết. Mà cái tiền mà muốn mang đến cho người ta một gói, nắm khi đói một gói khi no, nó quan trọng lắm quý vị ơi. Chứ không phải là mình ủm như vậy rồi đợi tới giờ này mình im luôn. Rồi khi bươi ra bắt đầu mình thể hiện là mình sẽ đi. Và bây giờ đang mùa dịch đi đâu? Đi đâu? Thì thôi tiền ai trả về người đó đi, hoặc công bố nó là số tiền là chuyển về tài khoản đó đi. Còn nếu mà sau này có đi thì từ tài khoản nó chuyển ngược trở lại. Có nhiều cách lắm. Bây giờ vấn đề chứng minh là như thế nào thôi. Rồi sao tôi bực tôi đó thật với quý vị. Tôi cũng nóng ghê, không phải chuyện của tôi, chuyện của tôi là cũng xong rồi. Thật sự đó quý vị. Cho nên là một khi mà mình đã mất đi niềm tin rồi, mình tạm ứng niềm tin cho ai đó rồi, mình để người ta đem cái niềm tin đó để đi mua bán, để coi như là đánh tráo khái niệm á, mình cảm thấy mình bị coi thường lắm. Mình bị coi thường, rất là thường người ta mới đối xử với mình như vậy. Và quý vị thấy không, bây giờ rất nhiều người phẫn nộ bất ngờ, và có một số á, thì binh vực thần tượng, binh vực cố tình cổ suý, và hai bên đấu nhau, một bên thì binh, một bên thì chống. Đó, cho nên là tôi cũng không biết làm sao, nhưng mà tôi thấy theo như sự hiểu biết của tôi thì nó là như vậy. Cái câu chuyện nó là như vậy, và giấc mơ của tôi thì nó cũng tương đối là như vậy, bởi vì cái câu chuyện nó không phải của tôi. Cho nên là tôi không có tham gia sâu, chứ nếu là tôi chơi tất tay rồi. Một đất nhạc là tôi chơi tất tay với Hoài Linh rồi. Cho em uống miếng nước nha quý vị. Thì sẵn đây em cũng chia sẻ với lại các anh chị làm YouTube á, thì muốn cắt cái khúc nào mà đưa em lên á, thì đưa khúc nào cho nó đẹp một chút. Có những khúc nó phản cảm quá, em đẹp vậy mà cắt lên những cái khúc mà trời, quý vị thấy không,
ở trên trên mạng nó đưa những cái tấm hình rồi em không nhận ra em luôn. Nó làm sao mà nó dìm hàng em vừa xấu vừa già. Trời đất ơi, em không nhận ra em, thế nào là gọi là má em thì đúng hơn. Nhẫn tâm đến nỗi mà phải dìm cả nhan sắc em mới chịu. Trời ơi, trong đó em xinh đẹp mỹ miều gì đó quý vị, thấy em đẹp không quý vị? Đó, vậy mà nó đưa những cái hình mà em tưởng bà ngoại em nữa chứ. Trời đất ơi, nhẫn tâm thật luôn đó quý vị. Phải nói là bó tay luôn. Đó quý vị thấy không? Rồi Vi Anh á, đó, Vi Anh nói nè. Hôm trước là dân cần tiền ngay. Hôm trước Vi Anh nói đó. À, sao bây giờ không vào khuyên anh Linh vài câu? 7 tháng rồi. Đó quý vị, đây Vi Anh. Và sẵn đây á thì tôi cũng xin nói với anh luôn. Em ơi, chị đã nói rồi, dĩ dãn dơ giá dễ gì giấu giếm. Chị đâu có nói cái ông chồng sau này của em đâu. Chị nói cái thằng nào mà nó núp lùm kìa, cái thằng nào mà nó cho em mấy triệu đô em mới lên đời, em mới gặp thằng chồng sau này. Chứ không phải là chị nói thằng chồng sau này, chị không có nói em giật chồng mà giật được đâu. Cái thằng kia nó vẫn vợ con, nó vẫn đùng đùng, nó vẫn là số 1 của Việt Nam này, vẫn có cái bằng ghê gớm mà làm sao mà giật được của người ta. Nhưng mà chị đang nói là chị nói cái đó, còn em đó là em đâu có giật chồng, là em đang đánh tráo hay là hai thằng đàn ông khác nhau. Chị đã nói với em rồi, dĩ dãng dơ giấy dễ gì giấu giếm, phải không? Mà em đi biện, em đi chứng minh trên công chúng là em đang đẻ thuê cho chồng em thì đúng rồi, cái này là thằng chồng chính thức. Còn chị đang nói là cái mà em đi đẻ mướn với là em đi làm gái bao đó, nó khác cưng ơi. Đó, cái này nó khác nhau. Cho nên em cố tình em lên em nói là em đang đẻ mướn cho chồng em đứa con thứ ba, rồi đứa con đầu của ai vậy em? Đứa đứa con đầu của ai? Trời, em đừng có chọc chị không có muốn nhiều chuyện. Nhưng mà tại chuyện nhiều quá chị phải nói, chứ không nói người ta tưởng là em thơm lắm. Nha Vi Anh. Nha, chị không có chọc ghẹo em. Đó, nhưng mà em đừng tưởng là em, chị không biết, chị nói thật sự ra đó, chị không có biết thằng chồng sau của em là thằng nào. Em đẻ cho bao nhiêu đứa thì chị không biết, nhưng mà chị đang nói cái dĩ dãng dơ dái của em á, là cái thằng đầu tiên mà đưa em để có em có vài triệu đô em đi qua Mỹ em đẻ đó, là chị đang nói cái thằng đó chứ chị không nói thằng bây giờ. Mà thậm chí là cái thằng đó cũng ít có ai biết lắm, vì là có một cái hợp đồng rất là ghê. Nha Vi Anh. Cho nên là em nói rằng là em đang để mướn cho chồng, đứa con thứ ba cho chồng em. Trời ơi, sao em đi lừa cả thiên hạ vậy cưng? Hai cái khác nhau nha. Bao nhiêu ông thì chị chưa biết đó. Nhưng mà rõ ràng là cái chồng chồng đầu tiên của em là em chỉ là đẻ thuê, đánh thuê thôi. Chẳng qua là em làm cái bao em sang hơn, ông cho em mấy triệu đô là từ đó em lên đời luôn. Chị đang nói cái đứa con thứ nhất là của thằng nào. Chứ mà đứa thứ hai và đứa em đang đẻ, sắp sửa đẻ gì đó chị không biết, là của con chồng sau của em là rõ rồi đó. À, dám chơi dám chịu vậy thôi, mà đừng có đánh cháo khái niệm và đưa người ta đi qua một hướng xa. Có đâu cưng ơi, như chị là chị có 80 chồng chị vẫn hãnh diện, có gì đâu, ngon mới có người lấy mình, thấy không? Nhưng mà mình phải biết mình xuất phát từ đâu, thấy không? Chị mắc cười ghê á quý vị ơi, có cái này ghê lắm này quý vị. Có đứa nó nhận là nó là vợ bé của anh Quỳnh Huy Dũng nữa đó. Trời, em nghe muốn té xỉu luôn. Nó nói nó là vợ bé, nó ở trong nách ảnh mỗi ngày mỗi đêm đó quý vị. Cho nên nó biết hết, anh Dũng dừng hay anh Dũng tới, anh Dũng biết hết. Trời, em không thể nào em tưởng tượng nó tự xưng nó là vợ bé của ông Dũng luôn mới ghê chứ. Vậy không biết em là ai nữa. Trời, ghê không quý vị. Tao là vợ bé của ông Dũng nè. Trời, bây giờ quý vị thấy không, bây giờ nó xoắn não hết trơn, điện giật tụi nó hết rồi. Đó, bây giờ em chia sẻ với vấn đề Vi Anh là nó là như vậy. Thì quý vị cũng thấy rồi đó. Đó, sẵn đây chị nói luôn đó, em nghe cho rõ, còn nếu mà em còn thắc mắc gì nữa đó thì buộc chị phải lôi tên người đó ra luôn nha quý nha em. Đó, lúc đó là coi như là em đừng có trách chị là không chừa đường cho em sống nha Vi Anh nha. Chị nói rõ nha, chị muốn biết là cái đứa con đầu tiên của ai, em đẻ được bao nhiêu, rồi tại sao em đi qua Mỹ và em làm bé cho người ta, em đẻ thuê như thế nào nha Vi Anh. Chứ em đừng có nói là em đang đẻ thuê cho người chồng thứ ba, cái đứa con này thứ ba là xưa rồi, em đừng có lừa người ta. Đừng có lừa người ta nha, chị nói chị gấp gì em, chị mới nói bậy nha Vi Anh. Em có một thời là nổi tiếng về cái câu chuyện này, chứ không phải là không đâu. Không, cho nên người biết người không thì giờ cho cả xã hội biết, cho toàn thế giới biết em luôn đi. Thì em quá là xinh đẹp. Cái này hả? Cái này có, mình đâu có đám, mình yeah. Chưa, mình thôi thôi cái này mình bỏ qua đi ha. Bỏ qua đi ha. Nào quý vị thấy không?
Ngay từ đầu cái ủy nhiệm chi này là đã dối trá rồi, quý vị thấy không? Ngay từ đầu là em đã nói rồi, nghe là em đã hiểu rồi, thấy không quý vị thấy không? Kinh khủng không quý vị? Cùng với nhau bưng bít rồi chửi người ta thế này kia. Bây giờ quý vị thấy không? Nói ra cái một cái đám mà gọi là showbiz á, nó bẩn thỉu, nó bị ổi tới mức nào quý vị? Quý vị nghĩ đi, thấy không? Nó diễn trên sân khấu như thế nào, và những cái mà nó lén sau lưng là những cái thật nhất. Không, nó chửi mình là chó đẻ, là khốn nạn, đó là những cái thật nhất. Rồi lại lên sân khấu khóc lóc diễn tả cảm ơn khán giả đã thế này thế kia. Trời ơi, thần điêu đại biệt, đừng có diễn nữa. Càng diễn càng nhục, càng diễn càng thối nát. Ha, chứ quý vị. Với lại có một cái bài mà Tuấn Anh á là phát biểu trên công chúng á, cái gì nghệ sĩ im lặng không phải vì họ sợ mà họ muốn làm công dân tốt, chấp hành luật pháp. Vậy thì cho tôi hỏi là nghệ sĩ Tuấn Anh đó nói là nghệ sĩ phải chấp hành, vậy thì tụi bay kéo qua nhà của ông Duy Nguyễn á, tụi bay làm cái trò gì vậy? Tụi bay có thượng tôn pháp luật không, hay là tụi bay chơi luật rừng? Tụi bay trả lời lại một lần nữa đi. Tụi bay chơi luật rừng rõ ràng mà tụi bay nói thượng tôn pháp luật. Tụi bay nói gì vậy? Nói ngang nói ngược vậy? Tụi bay là nghệ sĩ đó, già đầu hết rồi, không phải tụi bay trẻ, thấy không? Mà nói một đường là một nẻo, đúng không? Giang hồ sĩ đúng hơn, thượng tôn pháp luật cái gì đó. Bây giờ như là thêm cái này nè, trời đất ơi, bây giờ cái vấn đề là chí tài, thì bây giờ theo nguyện vọng của cố nghệ sĩ chí tài á, là chết rồi để lại tiền, vậy sao cái vụ này tụi bay không kéo tới nhà mày, tụi bay xử ngoài linh đi, nó giữ tiền mà nó không làm gì đó, sao tụi bay không làm giống như làm Duy Nguyễn đi, đúng không? Ước nguyện của thầy của chí tài là được mang cái tiền đó, rồi vợ của chí tài cũng muốn làm cái thiện đó, trao cho Hoài Linh 83.000 đô, phải không tụi con? Sao không ai kéo tới nhà của Hoài Linh đi, thượng tôn pháp luật? Trời ơi, tụi bay chơi lực rừng không, từ đó tới giờ tụi bay chơi lực rừng không, tụi bay cứ đi nói một đường, tụi bay làm một nẻo. Bây giờ trong mắt công chúng á, nó thật cho quý vị thấy không, chúng ta một lần nữa là tuột hết cảm xúc đối với nghệ sĩ rồi. Đa số là những cái nghệ sĩ mà một chùm một nhóm thôi, chứ còn tất cả những anh chị lớn á, là người ta rất đàng hoàng. Chẳng hạn như nghệ sĩ Mỹ Chi, rồi Mỹ Châu, rồi cô Kim Cương, rồi Ngọc Giàu, Lệ Thủy. Trời ơi, những anh chị lớn cực kỳ là đàng hoàng, cực kỳ là khán giả rất là yêu thương. Còn cái đám quỷ ma sau này nó trồi lên á, là nó phá nát hết danh tiếng, nó phá nát hết những cái gì mà công chúng dành cho hai chữ nghệ sĩ. Bây giờ giang hồ sĩ rồi. Và đi từ cái này qua cái kia, từ cái ngơ ngác này qua tới cái ngạc nhiên kia. Trời ơi, bây giờ đi qua tới cái chuyện nghĩa là lấy cái niềm tin, cái thương hiệu của mình để huy động tiền cứu trợ rồi ẩm luôn. Nó nói có sách bên có chứng, có nói sai đâu. Trời ơi, mười mấy tỷ đâu phải lớn đâu quý vị. Nhưng mà đôi khi á, mình cứ nghĩ rằng nhìn vô cái hào quang đó, mình nghĩ là không có đáng gì. Mình tin. Mình tạm ứng niềm tin để rồi hôm nay á, trời ơi, nó vỡ ra cái nó nhục nhã, mà nó đau đớn cho những người là tạm ứng niềm tin, và nó nhục nhã cho cái thằng mà đứng ra đi quyên tiền cứu trợ của đồng bào dân tộc. Trời đất ơi, thật sự ra người Việt Nam chúng ta là quá hiền đó. Rất là hiền, xử sự như vậy là rất là có văn hóa với nghệ sĩ rồi đó. Chứ thử coi, nếu mà đụng với tụi nó kéo bầy kéo lũ, nó lột cái nóc nhà ra luôn, chứ đừng có nói mà giờ nó cầm mười mấy tỷ rồi, nó lên nó nói có mấy câu, chúng ta vẫn im lặng và chờ đợi, đúng không quý vị? Đó, thường Duy Nguyễn nó nói có một câu thôi, lập tức một đám giang hồ sĩ tới nhà sĩ liền, xử luôn. Thấy chán không quý vị? Đó, bây giờ là cái gì? Tất cả là gì? Là thượng tôn pháp luật, đúng không? Cho nên chúng ta phải chờ đợi, một là tiếp tục trao niềm tin đó, để cho nó tiếp tục. Hai là chúng ta phải làm cho rõ ra, để sau này những cái câu chuyện nhạy cảm thì nó phải rõ ràng. Nhất là những cái đồng tiền mà đi cứu trợ, tôi nói thật với quý vị, tôi rất là cay đắng khi tôi là nạn nhân của cái câu chuyện mà bị thằng giỏi nằm yên nó đi lừa đó. Quý vị biết không? Nó đi lừa đến mà tôi phát hiện ra trong một cái buổi đó,
bắt đầu tôi mới thật với quý vị là tôi thấy rõ ràng là nó không phải là con người. Ta ăn luôn cả những cái đồng tiền gọi là đi cứu người nghèo, người khổ. Quý vị thấy ghê gớm không? Cho nên chúng ta là gì? Chúng ta niềm tin. Mà tin vô ai? Tin những người nổi tiếng. Thì một lần nữa quý vị thấy ghê tởm không quý vị? Quá ghê tởm luôn. Quá là sụp đổ, quá là ê chề khi mà một cái niềm tin bị hủy diệt từ từ. Và sắp tới đây sẽ còn nhiều cái để chúng ta giật mình thức tỉnh nữa. Cho nên đừng có khi nào mà nghĩ rằng là tại sao tự nhiên bỗng nhiên có một bà điên như tôi xuất hiện, để rồi hết người này chửi, hết người kia chửi, hết người nọ chửi. Nếu mà tôi có điên đi chăng nữa thì tôi vẫn vui, để tôi làm sao để cho cái xã hội này nó sạch đẹp, nó văn hóa trở lại và cái sự tử tế phải trật tự trở lại. Chứ đâu có thể nào mà chúng ta cái gì thương hiệu mà để rồi hôm nay chúng ta nhận ra những cái quả rất là đắng như thế này nè quý vị. Đây, sẵn đây thì tôi chỉ làm một bài toán cho quý vị nghe này nha. Bây giờ tôi một cái thí dụ, có nghĩa là 14 tỷ vào tháng 11 năm 2020 thì cái giá sắt lúc đó đó là nó chỉ có 15.500 đồng ký thôi. Thì tương đương là 903.225 ngàn một ký một tấn. Thấy quý vị, mà bây giờ cái ngày 25 tháng 5 năm 2021 mà trả tiền quy ra sắt á thì nó là 24.658.048 ngàn đồng cái giá thị trường hiện nay nha quý vị. Thì cái số tiền này nó chênh lệch đâu là 10.658 triệu đồng, không phải con số nhỏ nha quý vị. Nếu mà làm một cái giá trị thương mại á thì đây là một trong những cái mà chúng ta phải làm cho rõ ra. Vì sao tiền nó đẻ ra tiền chứ không phải là tiền nó nằm trong ngân hàng, và không phải tiền để trao một cái niềm tin để cho cái tiền nó chốt thành tiền tiết kiệm. Và tiết kiệm hay không có tiết kiệm thì cho người trong cuộc có biết người trong kẹt có tiết kiệm hay không. Cho nên ngày hôm nay tôi nói đi nói lại để cho quý vị á hiểu được có những cái thủ thuật trong ngân hàng mà tôi có thể biến ra đó, bản thân tôi có thể gửi tiết kiệm và chốt con số đó và có luôn cái xác nhận số dư, nhưng thực chất tôi rút 95% đi là bình thường. Cho nên đây là gì? Đây là một trong những cái bài học mà chúng ta muốn tin ai phải có niềm tin tuyệt đối. Còn nếu không, chúng ta cứ đi tới thẳng. Những cái người khổ mình có bao nhiêu mình cho bao nhiêu, mình lập một cái đoàn mình đi, chứ không thể trao một cái niềm tin như thế này. Và tôi cũng là nạn nhân của cái chuyện mà trao niềm tin rồi bị đánh tráo khái niệm. Rồi đến bây giờ thì cơ quan đã vào cuộc, đang làm rất là rõ. Cho nên tôi nói với quý vị rằng là cuộc chơi mới bắt đầu, là bây giờ các cơ quan đã hoạt động trở lại. Và sắp tới đây là luật sư của tôi sẽ đi làm việc liên tục, vì tôi thưa rất là nhiều. Nhưng hôm nay tôi mừng, tôi thông báo với quý vị cuộc chơi bắt đầu, cuộc chơi pháp lý bắt đầu, là vì đã qua bầu cử. À, tôi nói với quý vị là tôi nói có sách bách có chứng, chứ không phải là quý vị cũng hiểu rằng là sắp bầu cử quốc hội á, thì các cơ quan ban ngành đó là không có làm việc nhiều. Đa số là phải đợi cho tất cả mọi thứ qua ổn hết rồi thì bắt đầu cuộc chơi mới bắt đầu, là tôi bắt đầu là được thư mời rồi. Và tôi hứa với quý vị rằng tôi sẽ cố gắng làm hết những gì trong khả năng của tôi để mà tôi lôi cho bằng ra những con người không có trái tim, nhẫn tâm chà đạp lên cái sự khổ đau của người khác, và không biết vô tình hay cố ý mà dùi dập tôi, chửi rủa tôi, đi bêu riếu tôi là một cái thứ cặn bã của xã hội. Nhưng chính những con người đó mới là cặn bã của xã hội. Quý vị thấy không? Cấu kết với nhau từ nhà báo ha, từ những người nổi tiếng, từ những người có tiếng nói, và những con người sẵn sàng bất chấp vì sao? Vì cuồng tín, vì fan, bất chấp tất cả, và cuối cùng sẽ vướng vào cái gì? Thì sắp tới đây quý vị sẽ thấy. Tôi đã nói rồi, tôi làm tất cả những gì có thể. Và quý vị đang biết hiện nay là 150.000 người đang xem đó quý vị. Quý vị ơi, em đẹp không quý vị? Tại vì mỗi lần em nói như vậy á, là mấy cái đứa mà nó ghen tị với em nó điên lắm. Nó tăng xong nó lên, rồi máu nó lên não, rồi nó chửi rủa em. Trời đất ơi, em biết mà, cho nên em cố tình em hỏi vậy đó mà. Nhưng mà em cũng đẹp phải không quý vị? Thật là thú gì. Sao con? Rồi con muốn nói gì? Con muốn nói gì?
con say hello đi. Hello. Con muốn nói gì? Con muốn nói gì với lại tất cả quý vị khán giả đang xem truyền hình mẹ nói? Chắc tí nữa con sẽ comment một cái comment trên cái stream của mẹ. Ừ. Con comment cái kênh của con để mẹ muốn con stream mẹ không? À, con muốn đưa cho mọi người xem cái YouTube của con tạo cho mẹ. Đúng không? Để mà sau này mẹ với con ở nhà có thể là trực tiếp YouTube, đúng không? Đúng. Thì con, cái YouTube của con là cái gì? Con có thể nói cho tất cả mọi người đi, để mà mọi người sẽ share với con, để con được 1.000 người con mới trực tuyến được, đúng không? À, mẹ ơi, trời ơi, người ta không sợ tụi con tại con chưa có nổi tiếng lắm. Nên con phải đổi cái gì? À, coi như là cháu nói rằng cháu cần một số người là đăng ký thì cháu mới có thể là trực tiếp với mẹ ở nhà được bất cứ lúc nào, để cho quý vị thấy rằng mẹ hữu và hữu à, ý là như vậy. Chứ bây giờ cái kênh YouTube của ổng có mấy người? Một người. Có một người thôi. Bây giờ còn thiếu tới 999 người. Cho nên là quán khán giả đang xem tới 150.000 người đó, thì khán giả coi như là đăng ký kênh YouTube giùm Hằng Hữu Quỳnh, để mà Hằng Hữu Quỳnh có một cái kênh để mà chia sẻ với tất cả khán giả lúc nào mà. Trời ơi, thông minh lắm nha quý vị, con đứng xích vô đây. Bây giờ con có thể nói cho tất cả mọi người cái cảm nhận của con như thế nào về ông Yên. Ông lừa đảo đến nỗi mà người ta không bị câm mà ổng cũng chửa luôn. Mà chửa thì đau còn chết. Ừ. Vậy đó là ngày xưa con có nghĩ là con đi theo ổng để con chữa bệnh không? Không, ban đầu con có cái cảm nghĩ ổng lừa đảo rồi. Cảm nghĩ như thế nào? Con giống như là trời, cái tai của con người không thể nào mà chữa được bệnh cầm điếc đâu. À, cái tai của con người không thể nào chữa được bệnh. Tại con giỏi khoa học mà, cho nên con biết là cái đó nó phải khoa học luôn. À, cái tay của con người thì không thể nào chữa được hả? Nó phải khoa học hả? Dạ, con thấy như vậy. Dạ, nếu mà bị câm mà có nghĩa nó từ mấy cái tế bào của mình sẵn trong cái cổ của mình là không có thay đổi được tế bào. Dù khi mà chích thuốc được. Chích thuốc có hết câm không? Không. Không luôn hả? Chỉ có trên tương lai người ta chỉ tái tạo lại mấy cái tế bào trong đó thôi. Ừ. Bây giờ con nói cái kênh YouTube của con là cái kênh như thế nào thì các ông, các bà, các cô, các chú mới đăng ký cho con được chứ? Thì kênh của con thì lâu lâu con sẽ livestream về mẹ con. Nhưng mà tên gì? Hồi nào ngủ phết rồi thì tới nữa hậu sẽ gửi em trên cái comment. Gửi cái đó lên cái comment. Để con qua con comment đi rồi. Hậu qua comment. Vậy là cháu nó có cái nguyện vọng á quý vị, là được khoảng 999 người nữa đăng ký vô cái kênh YouTube của ổng, thì ổng sẽ có cơ hội để livestream cho mẹ với ổng bất cứ lúc nào mà không cần phải có ngày có giờ, ý là như vậy đó quý vị. Hồi nãy giờ thấp tha thấp thóm cũng phải là nửa tiếng đồng hồ rồi, nửa tiếng đồng hồ để mà được nói có như đó đó quý vị. Đứng lên ngồi xuống không yên từ nãy giờ đó quý vị. Đó. À, bây giờ em trở lại cái câu chuyện này tiếp nha quý vị. Đây là cái bằng chứng mà Hoài Linh đi con thuyết trình giùm cô cái phần này. Dạ. Sau khi ngân hàng Hoài Linh công bố là không thể chuyển tiền hoặc là thực hiện cái chuyến đi từ thiện ở mùa dịch á, vì dịch Covid á, thì cộng đồng mạng đã có truy vết lại rất là nhiều cái hình ảnh thể hiện là nam danh hài có tham gia một số các hoạt động thiện nguyện chung với nhãn hàng, hoặc là các hoạt động từ thiện hoặc hoạt động văn nghệ khác. Thì sau đây mình sẽ chiếu thay cô Hằng một số cái hình ảnh đó lên cho các bạn. Quý vị thấy không? Mình chiếu chưa? Yeah. Quý vị thấy không? Gần như là họ dùng số đông để mà lấn áp tôi, khinh địch. Nghĩ rằng là khinh địch bây giờ mới là hữu địch phải không hữu? Giống như hữu hữu hay nói á. Khinh địch là hay bị hữu địch phải không hữu? Có nghĩa là họ nghĩ rằng tôi là một doanh nghiệp. Tôi có thương hiệu, rồi tôi là phụ nữ. Tôi sẽ xấu hổ khi mà bị ai đó tấn công tôi, hay là tôi không dám đối đầu, hay là tôi nghĩa là có nhiều lý do, mà nhất là những người phụ nữ mà đã yên bề yên thế rồi, mà đang làm kinh doanh hay là đang sống một cuộc đời bình yên rồi thì không dám va chạm. Nhưng mà kính thưa quý vị, tôi thật sự ra tôi trải nghiệm cuộc đời này rất là nhiều rồi, cho nên được mất có còn tôi bỏ quà rồi.
cái cảm xúc mà bị sỉ nhục, cái cảm xúc mà nó đau đớn, rồi những cái cảm xúc ngọt ngào, những cái cay đắng trong cuộc đời tôi bỏ qua rồi. Cho nên tôi nói thật với quý vị á, có rất nhiều người lo lắng cho tôi là sợ tôi bị áp lực, thật sự không có đâu quý vị ơi. Tại vì tôi đã xác định đây là cuộc chơi game, một cuộc chơi đầy trí tuệ. Cho nên là không ai có thể mà tiêu diệt được tôi, cũng không ai có thể làm cho tôi nhục chí. Và tôi nghĩ ai cũng có một lần để sống thôi. Nếu mà tôi không sống mà sống thật cái chính mình, không dám nói lên tiếng nói thật của lòng mình, và không dám đương đầu với những cái phũ phàng cay đắng trong cuộc đời, thì tôi không có ngày hôm nay. Nhưng khi tôi có ngày hôm nay rồi thì tôi cũng phải sống cho người khác sống nữa quý vị. Chứ nếu mà tôi sống ích kỷ cho bản thân tôi thì có lẽ là tôi không ngồi đây. Tôi có hàng trăm hàng ngàn cách để hưởng thụ, nhưng mà tôi không ích kỷ. Chính vì tôi không ích kỷ tôi mới có cái quỹ mổ tim, và chính vì tôi không ích kỷ tôi mới lôi cái câu chuyện này ra để trần tình với quý vị, và để lột tất cả những gì trần trụi nhất của những cái sự thật phũ phàng mà chúng ta đã và đang, nếu như không có lên tiếng thì còn chuẩn bị tiếp tục nữa, nhiều thập niên nữa, nhiều thế hệ nữa sẽ tiếp tục bị lừa, bị dẫn mũi xỏ đi. Cho nên tôi không cam tâm. Chính vì cái sự không cam tâm của tôi á, nó khiến cho tôi cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ là mãnh liệt. Và tôi sống đến 50 tuổi rồi, có cái gì mà tôi không biết nữa đâu quý vị. Được mất có còn tôi bỏ qua hết rồi. Tôi đã lên từ đỉnh cao, từ ở đống tro tàn, từ hai bàn tay trắng, không có một cái gì, không có một người thân bên cạnh. Thậm chí mà nói ra quý vị nghe, quý vị còn thấy thương tôi. Có những khi tôi nghĩ á, là tôi ngủ á, tại sao tôi không ngủ luôn đi, tôi phải thức dậy để làm gì. Còn một giấc ngủ thiên thu ai rồi cũng phải ngủ, đúng không quý vị? Cho nên tôi sống á, còn lại bao nhiêu tôi sống đúng bấy nhiêu, và sống cho thật là tử tế, vì tôi còn các con của tôi nữa. Cho nên á, không ai có thể uy hiếp được tôi. Con người tôi á, nó khí phách như vậy đó. Còn cái chuyện vợ chồng cũng vậy, chuyện tất cả mọi thứ đúng thôi. Tôi không bao giờ mà sống đê hèn được, trắng đen nói ngược nói xuôi tôi không nói được, tôi không làm được đó quý vị. Cho nên trong con người của tôi nó có một cái khí chất, có một cái chất anh hùng ở trong đó. Nhưng mà riêng cái câu chuyện này, cái cuộc chơi này, tôi phải có một tí khùng, một khí khùng, một tí khờ, một tí dại, một chút đanh đá. Nó có đủ tất cả các cái mùi vị pha trộn lẫn nhau để làm nên những cái câu chuyện tốt đẹp nhất để mang đến cho đời. Có những người nói trời ơi bà Hằng, bà lên bà chửi ghê quá, bà lên bà nói ghê quá. Quý vị có thấy mỗi lần em chửi xong em ôm mặt em cười không? Bởi vì bản chất em không phải là cái loại người đó. Nhưng nếu em không chửi họ đó thì họ cứ chửi em hoài. Cái thứ nhất, thứ hai nữa đó, em cũng biết chửi với quý vị, chứ đâu phải em không biết chửi. Và cái nữa đó là em nói á, để cho nó tức, em công kích đó thì nó mới ra câu chuyện. Thì càng lúc càng thấy, quý vị thấy không, em chỉ cần nói một cái gì thôi, ngày hôm sau là nó tấn công em dồn dập, là gần như là nó trúng mẻ em hết, trúng mùa luôn, trúng một mùa rất là dữ dằn luôn. Cho nên bây giờ quý vị biết không, càng lúc cái câu chuyện nó càng, nếu như quý vị đón á, thì quý vị thấy là nó đi càng ngày càng hấp dẫn. Nhưng với em nó chỉ mới bắt đầu thôi quý vị ơi. Nó thú vị lắm. Vì mình chơi game mình phải vượt rào, vượt tường, vượt qua tất cả những chướng ngại vật. Thậm chí mình chơi khô máu, mình bơm máu, mình chơi tiếp. Phải gọi là trận game. Chứ nếu mà mình đi nó dễ dàng quá, rồi làm sao mà mình chơi được cái game, mình mới chiến thắng được những cái game mà những cái gọi là mình chinh phục chính mình được. Nhưng cái quan trọng nhất là em luôn cái là làm chủ cuộc chơi, và em biết em chơi như thế nào, và luôn luôn em giữ cái tư cách, cái đạo đức của em, chứ không phải là em chơi bất chấp. Em chơi có trí tuệ nha quý vị. Và từ bi trí tuệ là kim chỉ nam, luôn luôn em luôn dùng từ bi trí tuệ làm kim chỉ nam để em sống ở trong đời này, và dẫn dắt con cái cũng như là tất cả những người xung quanh em. Có từ bi thì phải có trí tuệ. Chứ nếu chúng ta mà có từ bi mà chúng ta không có trí tuệ thì có khi chúng ta bị sỏ mũi. Từ bi hỷ xả là chỉ dành cho những người tu ở trong chùa, gọi là ăn cơm như lai, mặc áo như lai, ở nhà như lai, nói gì cũng được hết, từ bi hỷ xả hết. Nhưng mà mình ở ngoài đời, mình đi làm kinh tế, mình đang sống một cuộc đời rất là trần, nghĩa là rất là trần ở giữa cái cuộc đời này, cái cõi ta bà này, thì mình phải có từ bi trí tuệ. Vì từ bi trí tuệ á, nó khiến cho mình sống rất là tử tế, và mình hiểu được rằng cái cuộc sống này mình phải đối đãi như thế nào bằng cái từ bi của mình, và mình phải có trí tuệ. Chứ mình không thể nào từ bi hỷ xả được, vì mình không có phải là người tu. Cho nên nói thật với quý vị á, trong cái cuộc chiến này em vẫn là người làm chủ.
làm chủ tất cả, và cuộc đời em cũng làm chủ cuộc đời em làm chủ bản thân em, làm chủ tài chính em, và em làm chủ tất cả. Cái đó là cái bản lĩnh sống của riêng em. Cho nên á, trong cái cuộc chiến này nó chỉ mới có bắt đầu thôi nha quý vị, là một cuộc chiến pháp lý sắp tới. Còn tất cả những gì chúng ta nói qua nói lại từ hôm tới nay gần 3 tháng rồi quý vị, là nó chỉ là tính chất tham khảo thôi. Thì khi tham khảo rồi chúng ta mới có một sự thanh lọc, và bắt đầu cuộc chơi pháp lý bắt đầu nha quý vị. Ai đúng ai sai và ai đã dính vào cái bẫy barbecue của em, gọi là cái lò nướng barbecue của em đó, thì mới gọi là cuộc chơi pháp lý nha quý vị. Không có chơi ăn chơi không có vui. Mà nhiều khi chơi vậy mới thấy ai trí tuệ hơn ai. Cho nên quý vị thấy không, có bao nhiêu ngàn con người, mấy chục ngàn con người tấn công một mình em, chửi rủa em tan nát, nhưng mà em vẫn sức đầu lộ diện, và ngày ngày em vẫn đi làm, ngày ngày em vẫn sống tử tế, ngày ngày em vẫn là xinh đẹp và luôn luôn có mặt để mà đưa những cái thông tin nóng nhất, để mà quý vị nắm được cái tình hình. Cái tình hình bây giờ nó rất là tình hình rồi quý vị. Tại vì cái tình hình bây giờ là nó là một cuộc chiến pháp lý nữa quý vị ơi. Cho nên nó cuộc chơi này nó mới bắt đầu thôi. Sao con? Con chuẩn bị gửi em nha. Con muốn thì sao? Con chuẩn bị gửi em. Và con không có được làm phiền mẹ nhiều, ok? Dạ. Con gửi em nha. Rồi con gửi lên đi. Đó, bây giờ nói thật với quý vị á, bây giờ cuộc chơi mới bắt đầu là một cuộc chơi pháp lý nha quý vị. Còn hôm trước giờ chúng ta là chỉ là nhiều chuyện qua nhiều chuyện lại thôi, nghĩa là một bên văng bẫy, một bên gọi là mắc bẫy vậy thôi, đúng không quý vị? Đó, bây giờ đây nè, bây giờ mới thấy rằng là bản lĩnh của ai nè, dám chơi dám chịu, và mới thấy được cái khôn và cái ngu ở chỗ này nè quý vị. Khi mà ra tới pháp lý rồi á, cái cuộc chơi pháp lý rồi á, thì đó là một cái thước đo đong đếm của cái bản chất thật của mỗi con người. Và đặc biệt là em không chơi núp lùm nha quý vị. Tất cả đều chơi đại núp lùm với em hết. Chơi mà núp lùm, chơi ném đá mà, chơi nghĩa là chửi rủa em sau lưng, trời ơi thật là bị ổi. Cho nên em nói thật với quý vị á, em đã lập di bằng tất cả, và em chơi tất tay luôn quý vị. Bởi vì em mới nói quý vị là bầu cử xong rồi, đây mới là cuộc chơi bắt đầu nha quý vị. Quý vị nhớ giùm em nha, mới bắt đầu một cuộc chơi pháp lý, chơi thật sự luôn. Trước đây chỉ là tham khảo thôi, nó qua nó lại mới dính trưởng chứ quý vị. Thấy không, khi mà người ta tức giận á thì mới thể hiện ra được cái bản chất ác độc hay nhân từ hay như thế nào đó, nó sẽ bộc lộ qua hết. Sau những cái mà em công kích á, thì có dính trưởng em hay không thì quý vị sẽ thấy. Một mình em mà đánh đổi mấy chục ngàn người, ít nhất cũng phải là 10.000 người hoặc là 5.000 người về cái cuộc chơi pháp lý này, thì quý vị thấy thú vị không? Quá thú vị luôn. Thật là bị ổi, nhiều khi khôn 30 năm, 50 năm dạy có 1 giờ à. Vì háo thắng, vì ngứa miệng đi chửi người ta, vì lôi người ta vô cuộc không liên quan tới mình, hay là muốn làm anh hùng hảo hán, rồi núp vô hán là bây giờ phải bị lôi ra. Quý vị thấy không, đi chửi rủa em không đụng chạm gì, đi chửi rủa em thậm tệ, rồi bây giờ em lôi ra cuộc chiến pháp lý, quý vị thấy vui không quý vị? Tại vì sao? Họ dám coi thường luật pháp. Vì luật pháp nó có quy định hẳn hồi, chơi mà đánh ngu luôn. Quý vị thấy không? Cho nên nó hả, chụp em bao nhiêu phát mà phát nào cũng trượt hết. Mắc cười không quý vị? Thấy không? Em mé chứ chụp em được phát nào đâu. Nếu mà họ chụp được em một phát nào thì giờ này em đâu có ngồi đây đâu quý vị. Quý vị thả tim với em đi. Hiện nay bao nhiêu người rồi con? 150.000 người. Trời ơi, đang theo dõi Phương Hằng tôi đó quý vị ơi. Và đây đó thì cũng thông qua một cái này thì tôi nghĩ rằng tất cả những gì tôi làm là hình như là đúng đó quý vị. Thì vừa qua đó thì Quyền Linh cũng có lên tiếng xin lỗi. Và Quyền Linh là một trong những người rất tự trọng. Anh ấy đã nhận ra được cái sai của mình và tự lên tiếng. Đó quý vị thấy không, bây giờ tất cả những cái gì mà quảng cáo đều là những người có tên tuổi không. Thì sau một cái trận như thế này thì quý vị thấy những người tên tuổi á, là họ tạm ứng niềm tin. Và chúng ta cứ nhìn vào những người có tên tuổi chúng ta tin, mà chúng ta không tin sản phẩm mà cứ tin vô một cái người mà có tên tuổi mới chết chứ. Cho nên tại sao chúng ta bị lừa sâu? Thấy không? Chúng ta bị lừa sao là bởi vì chúng ta tin. Tôi nói thí dụ đi, nhìn vô một cái người đó là chẳng hạn như bây giờ tôi nói một cái nghệ sĩ nhân dân là Hồng Vân.
đúng không? Ai cũng thấy là nghệ sĩ nhân dân là một cái người cống hiến cho cái nền văn hóa nước nhà, cái nghệ thuật sân khấu. Nhưng mà hôm nay quý vị có thấy đằng sau cái sân khấu nó sống như thế nào, nó bị ổi ra làm sao, quý vị thấy rồi đó. Cái mặt nạ nó rớt ra rồi đó quý vị. Đó, cho nên khi nó quảng cáo những thương hiệu nó buôn bán á, chúng ta yêu mến nó vì nó là nghệ sĩ nhân dân. Đúng không quý vị? Và chúng ta tin tưởng rằng là nó là một người có tư cách, có đạo đức mới tồn tại trên một cái sân khấu lâu dài như vậy. Nhưng đâu có biết rằng nó bị ổi, nó thối nát, nó bẩn thỉu ra làm sao, sau cái ánh hào quang đó nó xô ra và nó bứt lại những cái gì đen tối nhất. Và ngày hôm nay á, nó vô tình nó bị lột mặt nạ nó ra rồi. Và tôi nghe nói đâu đó là rồi thư kiện cái em Khang nữa mà. Hay không quý vị? Đó, đó là một sự trần trụi, một cái văn hóa vẽ rách mà núp đằng sau cánh hào quang đó quý vị. Cho nên tôi nói mỗi khi mà tôi xuất hiện để chuẩn bị mà trực tiếp á, trời ơi biết bao nhiêu người trù ẻo, tôi bị tai nạn, bị Covid, Covid gì đó, hay bị cái gì đó nó khấn cho tôi làm sao mà tôi đừng có lên tôi lôi tên tụi nó ra. Thấy không? Quý vị thấy rõ ràng không? Đây là gì? Đây là sự thật nha quý vị, tôi không nói thêm nói bớt. Đó, đằng sau những cái thương hiệu nổi tiếng, đằng sau những con người tự cho mình là cao đẹp, cao quý lắm, thì nó thối nát cỡ nào quý vị? Nó vừa ăn tiền mình mà nó vừa chửi mình nữa chứ. Ha, con ngu thằng ngốc, con ngu thằng ngục, rồi là chó đẻ, là rồi khốn nạn. Đó quý vị thấy không? Đây là một trong những cái bài học mà rất là đau thương khi mà chúng ta thần tượng một ai đó hay chúng ta trao niềm tin quá lớn. Và riêng cái thằng Võ Hoàng Yên quý vị thấy không? Cũng vì niềm tin, cũng vì hiệu ứng đám đông cuồng luôn. Tôi nói thật với quý vị á, tới ngày hôm nay tôi vẫn biết có những người cũng đã thấy hối hận rồi. Nhưng mà lỡ nhúng chàm rồi, lỡ lao vô cấu xé con nhỏ hàng xinh đẹp rồi thì phải chịu thôi. Đúng không quý vị? Tại vì sao không ơn, không oán, không hận, không thù, không có một cái khúc tắc nào mà tự nhiên nhảy vô cắn xé cào cấu tôi, chửi tôi giống như là tôi lường gạt gia đình nhà nó ba đời. Quý vị thấy vô duyên không? Quý vị thấy không? Đúng không quý vị? Giống như con nhỏ đầu xanh, tôi có biết nó là ai đâu mà nó chửi tôi như hắc, rồi như hay, như là và tôi đào mồ cuốc mã gia đình nhà nó và rất là nhiều người, thậm chí là một cái vợ của Thanh Bạch, cô Xuân Hương cũng chửi rủa tôi tục từ tiểu, nhắn tin tôi có đầy đủ hết. Thấy không? Già đầu hai thứ tóc rồi, cũng nghệ sĩ gì đó, Xuân Hương vợ của Thanh Bạch đó, cũng chửi rủa tôi tục tiểu. Ghen hay sao vậy? Ghen hả? Toàn là những cái con ghen, ghen ăn tức ở mà chửi đằng sau chửi tới không. Mà ôi mấy em ơi, suốt đời với em làm cái bóng chị Hằng. Cái thời gian ghen tức đó mình nỗ lực mình làm chuyện khác, còn không nỗ lực được thì mình cũng sống cho nó tử tế. Tại vì sao? Mình còn chồng còn con, còn cái xã hội nó nhìn vô mình nữa, cứ núp lùm chửi không. Mà càng chửi tôi càng được phước nha quý vị, càng chửi tôi càng được nhiều nhiều người thương mến tôi. Bởi những người tử tế xã hội này còn rất nhiều, nhiều lắm, thấy không? Cho nên quý vị thấy không, chúng ta đây là cái cơ hội chúng ta thanh lọc đó quý vị. Thanh lọc được một cái nhóm cặn bã của xã hội, đâu là nó sàn ra đó hết. Giống như bỏ lên cái sàn mà mình đẩy nè, thì là cát ra cát, mà là gạo ra gạo, mà lúa ra lúa, ra đầy đủ hết đó quý vị ơi. Cho nên nó cũng hay, nó cũng có những cái hay. Bây giờ tôi nói thật với quý vị á, dở lên cái màn hình tivi á, toàn quảng cáo. Mà nói thật, quảng cáo láo không? Cái này là thuốc không phải thay thế. Vậy thì sống như vậy á, có phải là cứ đeo mặt nạ rồi nói, cứ đập vô mặt nhau những điều đạo đức dối trá không quý vị? Thấy đau lòng không? Cuộc sống đã khó khăn rồi, chỉ cần dành cho nhau một chút tử tế, một chút tự hào là mình là người tử tế là đủ rồi. Tại sao phải lừa dối nhau để làm gì? Tại sao phải gặt gẫm nhau mới thấy đã hay sao? Vì ai cũng có hai bữa cơm, cái giường ngủ, rồi cũng có chiếc xe đi làm. Mình có phước thì mình được xe đẹp, nhà đẹp mình ở. Còn mình không có thì mình nỗ lực. Còn nếu không có nữa thì mình ăn ở sao để mình hy vọng có một hai cơ hội nào đó mình thay đổi cuộc đời. Sao mình ngồi đó mình chửi rủa người ta, mình trù ẻo người ta thế này thế nọ kia, tại sao phải làm như vậy? Và quý vị cũng biết rằng nếu tôi không đủ phước đức á, thì tôi đã không có tồn tại đến ngày hôm nay. Bởi vì sao? Tôi đâu có cây tùng cây bách đâu quý vị. Tôi đâu có dòng họ bà con, gia đình ô dù hay gia đình tôi là có những cái người làm này làm kia để giúp đỡ tôi đâu quý vị. Mà bản thân tôi phải nỗ lực,
Và hôm nay tôi có nhà hôm nay là do cái phước đức tôi từ nhiều đời nhiều kiếp, và ngay cả kiếp này tôi ăn ở như thế nào tôi mới có được, chứ đâu phải tự nhiên tôi đem cướp người ta mà tôi có thể ngồi đây được quý vị. Bây giờ tôi nói thật với quý vị, thử đi lừa ai chừng 1 tỷ, 2 tỷ quý vị có được ngồi yên không? Mà không biết tại sao á, cứ ra rả nói tôi với anh Dũng là đi cướp đất của người ta, cướp dễ lắm sao? Nói như vậy là coi thường pháp luật rồi, nói như vậy là coi thường pháp luật, và vô tình hình chung á là một sự ganh ghét muốn vùi dập người ta. Trời đất ơi, ăn cướp dễ lắm sao? Sao nói gì mà không có não vậy quý vị? Còn nói là tôi với anh Dũng đem 4 hectare đất đi cho đó là chưa được nhà nước xác nhận vì đất đó là đất nhất tụi tôi, là lừa đảo chiếm đoạt. Trời, tôi nghe thiệt đúng là nhũng não luôn đó quý vị. Thiệt tình luôn á, có những người nói mà không biết cái lưỡi nó có biết thụt vô bất cứ lúc nào nữa. Chúng tôi giao sổ đỏ đàng hoàng, chúng tôi cho sổ đỏ đàng hoàng mà nói chúng tôi là cho mà không được chấp nhận. Cho nên là đất đó là đất tranh chấp, đất tôi lừa đảo. Trời ơi, đâu ra vậy? Trời ơi, sao suy nghĩ những cái điều mà nó thông minh đó là ở trên cung trăng nó rớt xuống vậy quý vị? Quý vị thấy hay không quý vị? Đó, tôi nói cái xã hội bây giờ nó thật là kinh khủng. Và sau những cái trận như vậy là chúng ta phải đoàn kết lại với nhau, để chúng ta phải có một cái xã hội thật sự là văn minh, để cho thế hệ con cháu của chúng ta được sống trong cái sự tử tế, sống trong cái sự văn hóa, sống cái sự thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Chứ không thể nào mà mọc dai mọc cánh để làm những cái trò bỉ ổi ma mị chúng ta, từ cái chuyện đồng bóng tâm linh cho đến lừa dối chúng ta có tiền bạc mồ hôi nước mắt. Thậm chí bây giờ chúng ta thấy người nào khổ quá có 100 ngàn cũng có thể hy sinh 50 ngàn vậy. Hoặc là thấy người ta khổ đến tận cùng, mình có thể cho luôn 90 ngàn, mình chừa lại 10 ngàn hoặc chừa 5 ngàn thôi, vì mình có thể là ngày mai mình có cái khác. Nhưng mà khi cái niềm tin nó bị hủy diệt, cái niềm tin nó bị đánh tráo, khi cái niềm tin đó mà mình bị người ta hả hê lừa dối mình, thì cái cảm giác nó ra làm sao? Cho nên quý vị nói, quý vị phải hiểu cho tôi một điều là tôi là nạn nhân của 200 mấy tỷ. À, bây giờ nó nói cái gì cái đó không quan trọng với tôi nữa, mà tôi không muốn ai bị lừa giống như tôi hết. Vậy tôi đúng hay tôi sai? Tôi có lỗi gì với ai không quý vị? Có lỗi chăng là lỗi tôi quật nó? Tôi lỗi chăng với một thằng Võ Hoàng Yên là nó lừa đảo tôi thì tôi lỗi với nó? Mà lỗi cái gì đây? Phải không? Tôi phải làm cho nó thân bại danh liệt, nó Võ nằm yên mãi mãi suốt đời, và cả dòng họ tông ti mấy đời nữa còn băng nhục. Vì sao nó dối trá tôi và nó dối trá cả cộng đồng trong và ngoài nước? Quý vị nghĩ coi nó tàn nhẫn tới cái mức nào, nó nổ tới cái mức nào, nó dối trá tới mức nào, nó nói xạo tới mức nào. Quý vị thấy trân tráo là không biết xấu hổ. 100 quốc gia mời nó, nói như vậy trước cộng đồng, trước công chúng, không biết nhục là gì. Nó nói 10 chuyện chưa có 1 chuyện nữa. Rồi chưa gì là luật sư nào là giang hồ, nào là luật sư. Những cái câu chuyện đó nó chỉ mới có tính chất tham khảo thôi, bây giờ mới là một cuộc chiến pháp lý thật sự nè quý vị. Cho nên tôi nói với quý vị á, tôi có cái lá gan 50 kg. Tôi nói thật lòng, khi cái sự kiêu hãnh của tôi bị xúc phạm, cái lòng tự trọng tự tôn của tôi bị chà đạp, tôi phải làm một điều gì đó thì mới là tôi. Chứ không phải là ai muốn nói gì nói là không có đâu. Để đó, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Thứ nhất là nhân quả, là nhãn tiền. Cái thứ hai nữa đó là mình gieo cái gì mình sẽ gặt cái đó. Đôi khi họ đối đãi với tôi, họ sẽ gặp được người khác đối đãi trở lại, thì mới gọi là nhân quả. Đó, mới nếm trải cái khốn nạn của cuộc đời, mới biết cái cuộc đời này á, nó cần lắm cái sự tử tế, nó cần lắm cái tình người cao cả, nó cần lắm một sự ấm áp, một sự ngọt ngào tử tế. Chứ còn vật chất nó chỉ là phương tiện thôi. Cho nên tôi nói thật với quý vị á, cho nên đến giờ phút này á, tôi thành công, tạm gọi là tôi thành công. Nhưng mà tiền nó không phải là mục tiêu, nó chỉ là phương tiện thôi. Tiền nó là mục tiêu với những người đó là không có thông minh. Họ thấy tiền là họ sang bằng tất cả, sang bằng tình ruột thịt, sang bằng tình thân, sang bằng tất cả. Và thậm chí vợ chồng đôi khi sống với nhau rồi buông nhau ra cũng quy ra thành tiền hết, để mà đối đãi với nhau. Những cái cao quý tốt đẹp hơn được sang bằng tất cả bằng tiền. Không? Còn đối với tôi, tiền là phương tiện, không phải mục tiêu. Mục tiêu của tôi là gì? Mục tiêu của tôi là những cái điều mà tạo cho giá trị cuộc sống. Chứ không phải mục tiêu của tôi là tiền. Sau khi tôi muốn thành công, tôi phải đi kiếm tiền. Và khi tôi có tiền rồi, thành công rồi, thì tôi biến cái thành công đó thành cái giá trị để tôi sống, tôi dâng hiến cho đời. Chứ tiền không phải là mục tiêu, tiền chỉ là một phương tiện thôi quý vị. Và thật sự ra, nếu mà người hiểu biết, phải hiểu một điều là tiền nó trong cái não của mình, chứ không phải túi người khác.
Thấy không? Có người ta hơn nhau là vì lòng tự trọng và cái sự sáng tạo để kiếm cái đồng tiền cho nó sạch để mình sống, mình ngẩng mặt với đời. Mình đi lừa người này, mình đi lừa người kia, rồi cũng sẽ có người khác lừa mình. Còn nếu không thì mình bị bóc mẻ ra thì mình nhục nhã vô cùng. Đúng không? Khi mà mình mang hai chữ lừa đảo nó bỉ ổi tới thế nào. Phải không? Mang tiếng cái dòng họ đời này qua đời khác tới con cháu chắc của mình. Cha mày như thế nào? Mẹ mày như thế nào? Gọi là tiền án tiền sự nó nhiều hơn tiền mặt nữa. Sau khi hối hận á, thì nhiều khi nó muộn rồi. Đó. Cho nên tôi nói với quý vị rằng á, có những người á, họ đánh giá tôi quá tầm thường, họ coi thường tôi quá, khinh địch á, có đôi khi hử địch. Đâu phải tự nhiên tôi giàu, đâu phải tự nhiên tôi có ngày hôm nay, đâu phải tự nhiên tôi đi ăn cướp của người ta, mà đâu phải ai có đi cho tôi ăn cướp, mà cũng đâu phải là đơn giản người ta cho mình. Không hề đâu nha quý vị. Cho nên tôi nói cuộc sống á, chúng ta phải nỗ lực sống, nỗ lực sinh tồn và nỗ lực để giữ gìn cái đạo đức, cái văn hóa và cái tư cách của mình, để rồi đời con mình, đời cháu mình. Không, bây giờ quý vị thấy không? Tôi có 4 đứa con. Các con của tôi nó rất là nóng ruột khi mà nó thấy mẹ như thế này như thế kia. Tôi nói thật với quý vị á, cái thằng con trai lớn của tôi nó anh hùng lắm. Nó từng nói đó, con không thể nào chịu nổi người ta ăn hiếp mẹ, con đổi mạng, thậm chí con đi tù con cũng sẵn sàng nữa, con ức lắm mẹ ơi. Nhưng tôi phải năn nỉ nó, con ơi, sống trên đời này còn có pháp luật, người ta không làm gì được mẹ đâu, con đừng có nóng, con đừng có sốt ruột như vậy. Quý vị thử nghĩ coi, nếu như mà tôi không giáo dục con tôi tử tế, hay là tôi không dạy dỗ con tôi đàng hoàng, nữa khi nó nóng ruột quá, khi đụng tới mẹ nó mà ăn thua đủ với mẹ nó, thì cái máu đứa con nó nổi lên cũng là bình thường thôi. Nhưng mà tôi giáo dục con tôi rất là tốt, con phải biết nén đau thương lại, con phải biết nhịn nhục để mà mẹ làm những cái chuyện mà tốt nhất. Quý vị biết không, cái thằng con trai lớn của tôi nó rất là tử tế với mẹ. Nó thấy tôi khổ, nó thấy tôi như vậy, nó xót xa lắm. Con trai mà nó nói chuyện mà nước mắt nó rưng rưng rưng, mà nó xót xa khi mà nó nhìn thấy tôi là thế này thế kia. 11, 12 giờ đêm nó vẫn còn gọi điện thoại, nó coi tôi ổn hay không. Ở nhà tôi có cái group 4 mẹ con tôi, 5 mẹ con tôi, thảy lên đó đêm xuống là phải nói chuyện với nhau vài câu rồi mới đi ngủ. Đó. Cho nên tôi nói thật với quý vị, kiểu gì kiểu tôi rất tự hào. Tôi sống sạch, sống tử tế. Cho nên những cái lời dối trá ma mị mà chúc lên đầu tôi á, thật là buồn cười. 15 năm, còn thêm coi như là hôm nay 25 rồi, thì còn có hơn 10 ngày nữa thôi. Là tôi với anh Dũng là đến cái kỷ niệm ngày cưới, cưới nhau là 11 năm, nhưng mà chúng tôi lấy nhau là 15 năm, sau khi sống với nhau 4 năm rồi thì mới bắt đầu đi tới chuyện cưới đó quý vị. Nếu tôi là người đàn bà không ra gì, anh Dũng sống với tôi 4 năm mà mắc gì anh Dũng phải đi cưới tôi. Phải không quý vị? Cho nên có nhiều người không ở trong cuộc, cho nên không hiểu, không biết, cho nên đã nói tôi những cái lời rất là xúc phạm, rất là tàn nhẫn. Nhưng mà không có thể nào mà lay động được tôi, và cũng không thể nào mà làm cho tôi mà gục ngã, hay là làm cho tôi cảm thấy là nản chí bỏ cuộc đó quý vị. Và hôm nay á, thì quý vị cũng biết là Quyền Linh là một trong những người rất đáng trân trọng. Vì Quyền Linh đã tự nhận mình là đã coi như là quảng cáo những cái sản phẩm là nó cao hơn giá trị thực tới 70%. Quý vị thấy không? Vậy thì những con người mà đi quảng cáo cho những cái thương hiệu, những cái giá trị á, thì đúng hay sai quý vị? Đúng hay sai quý vị? Và cứ nhìn thấy hình ảnh là ca sĩ, nghệ sĩ là có hết 50% niềm tin rồi. Vì mình tin vào họ, mình nghĩ họ là những người tử tế, những người đàng hoàng, những người mà có thể là trải nghiệm cái sản phẩm đó rồi. Nhưng mà không phải đâu. Bây giờ nói thật với quý vị á, xã hội bây giờ nó ma mị quá, nhất là trên công nghệ đó. Hàng trăm hàng kiểu đi lừa đảo nhau. Rồi quý vị thấy không? Rồi giới showbiz á, một số nhỏ thôi cũng đi quảng cáo cái tiền ảo Bitcoin. Kể cả thằng Võ Hoàng Yên, nó đưa khách đi du lịch trên chiếc tàu, nó cũng nói rằng là tiền Bitcoin, nó cũng quảng cáo. Nó giống như là cái chuyện mà kinh doanh, gọi là kinh doanh đa cấp đó quý vị. Trời ơi, nó bể ra một cái là mấy ngàn tỷ, mà coi như là người đi trước lừa người đi sau, cứ người đi trước lừa người đi sau, cứ như thế mà không có điểm dừng. Đó, quý vị thấy không? Bây giờ chúng ta điểm lại trong cuộc sống này, chúng ta đã bị bao nhiêu cú lừa ngoạn mục rồi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng trong cái cuộc sống chúng ta hiện nay á, cái cú lừa mà đặc biệt nhất, mà hấp dẫn nhất, mà tàn nhẫn nhất là cú lừa của thằng Võ Hoàng Yên. Đúng không quý vị? Cái cú lừa này là cái cú lừa đau lòng nhất luôn đó quý vị. Quý vị ơi, cho em uống miếng nước nha quý vị. Bao nhiêu người xem nè con?
160.000. Chưa bao giờ mà một cái cuộc livestream nào mà cái số lượng xem đông đến như vậy. Quý vị cho em một phút nha quý vị. Quý vị ơi, quý vị thấy không? Bây giờ rõ ràng là cái dịch nó đến rất là nguy hiểm rồi đó quý vị. Quá là nhiều rồi, bây giờ càng lúc càng nhiều đó, em không dám nghe luôn. Hôm qua em nghe nói là gần 200 người, hình như là gần 200 người bị lây lan hay sao. Thông tin buổi sáng rồi buổi chiều 100+ người. Phải nói là rất là buồn. Buồn lắm nha quý vị, nhưng mà thôi mình có những cái thời gian mình xả stress được thì mình xả stress nha quý vị. Thì bây giờ em cũng chia sẻ với quý vị. Hôm nay thì chắc là em hết sợ anh Dũng bỏ em rồi. Em thề quý vị luôn á, bữa nay mà anh Dũng anh có bỏ em đi chăng nữa là em cũng không hề cái là em hối hận đâu. Quý vị biết tại sao không? Em có một anh Trần Dần. Trời ơi, anh say mê em lắm. Quý vị coi cái clip này nè. Đó, mở lên cho quý vị coi đi. Trời ơi, nghe cái tên là em thấy anh bự rồi đó quý vị. Rất là Trần Dần, quý vị nghe nè. Quý vị coi cái clip này xong rồi em sẽ nói cho quý vị nghe. Đó, cho nên bây giờ trước mắt là em chỉ có là hẹn hò, gọi là yêu xa với ảnh thôi quý vị ơi. Quý vị coi cái clip anh Trần Dần nè, nghe là em thấy to bự rồi đó. Rất là to bự, Trần Dần. Trời ơi. Có rồi. Và Nguyễn Phương An, đó là chuyện diễn là Trúc Chiêu. Xin lỗi, tôi cũng ủng hộ bà, là tôi thấy bà là một người đàn bà khác thường, làm gì phi thường, không ai dám làm những gì bà vậy. Tôi không say mê bà lắm chứ, tôi nghe nói gì hay đó, hơn chi chỉ thằng đó mà. Bà nói là tên vui, trời đất ơi, thả đi, bà là tỷ phú rồi, cái gì bà cũng có hết rồi, sao bà làm như vậy? Cái đó là cái người khác thường, làm gì phi thường. Đúng rồi, xem bạn bất hùng, thì lúc đó tôi bảo là bỏ cái thành công. Đó, quý vị thấy chưa, một anh Trần Dần say mê em, thấy chưa quý vị thấy không, em 50 tuổi mà em có một anh Trần Dần rất là bự yêu em nữa quý vị thấy không. Thôi thì em với anh chỉ có hẹn hò từ xa, là chúng mình cũng có thể là yêu xa thôi nha anh Trần Dần. Trời ơi, nghe say mê là mình thấy khoái rồi quý vị thấy không. Em có dâu rồi mà còn có một anh Trần Dần say mê em. Có nghe Trần Dần là rất bự đó quý vị. Thì nghe em có là Trần Dần, thấy không? Giống như là trời ơi, thấy nó đứng một đống Trần Dần. Thì là Trần Dần là bự còn gì nữa quý vị. Nói cho nên anh Vũ anh có bỏ em thì em cũng có một người hẹn hò phương xa. Nó thả tim qua thả tim lại với anh Trần Dần. Rồi em cảm động ghê á. Ảnh nói em là một người phụ nữ rất là phi thường. Từ một người bình thường em trở thành phi thường. Rồi sau khi mà em hẹn hò với anh, có khi em bất thường đó anh Trần Dần. Thôi thì em đành hẹn hò với anh từ xa vậy. Bây giờ có một cái bài này nè quý vị, để đọc cho quý vị nghe nè, của một cái người này tên là Thanh Hiếu Bùi. Có một cái bài viết này rất là hay, để nhờ Tân đọc cái bài này giùm cho cô. Trời ơi quý vị ơi, có những cái người mà người ta viết bài viết văn rất là hay luôn quý vị ơi, nghe xong là yêu luôn. Quý vị nghe nè quý vị, em sẽ dẫn chứng cho quý vị thấy hôm nay có nhiều câu chuyện hay lắm. Bài viết của anh Thanh Hiếu Bùi trên trang Facebook cá nhân. Tôi không nghĩ nghệ sĩ Hoài Linh có ý định ăn quỵt tất cả số tiền 14 tỷ tiền quyên góp từ thiện. Nhưng lý giải sao về việc 6 tháng sau anh ta vẫn chưa giải ngân số tiền này, mặc dù anh ta nêu lý do là dịch bệnh này nọ. Cho em lên lầu đi mũi. Theo tôi nghĩ, lý do anh ta nói do dịch bệnh có phần đúng. Có thể là rất đúng, dịch bệnh khiến anh ta không thể làm được chuyện cứu trợ, giải ngân tiền như ý anh ta muốn. Xin nhắc lại là như ý anh ta muốn, bởi có nhiều cách hữu hiệu khác để giải ngân số tiền này. Và cái khốn nạn nằm ở chỗ anh ta muốn. Anh ta muốn chuyện trao tiền từ thiện được diễn ra như một show diễn, có kịch bản lâm ly, tạo được sự ấn tượng của đám đông, có hiệu ứng truyền thông để làm nổi bật cá nhân mình. Đây mới là sự tham nhũng, sự khốn nạn, cơ hội và đểu giả và vô lương tâm, tàn nhẫn nhất. Nếu ở một đứa trẻ con, điều này còn dễ chấp nhận. Nhiều đứa trẻ con nó định làm điều gì đó tốt, nó chờ mọi người chú ý đến nó, hoặc nó chọn lúc mọi người dễ chú ý nhất đến thì nó làm. Nhưng một con người quá từng trải như anh Hoài Linh, một người lúc là con của sĩ quan
Việt Nam Cộng Hòa, lúc là con chiên ngoan đạo, lúc là nghệ sĩ ưu tú của Đảng Cộng sản Việt Nam, và lúc thì hầu đồng bóng, một con người luôn biết chọn khoảnh khắc thích hợp để đóng vai ấn tượng, thì đó là một kẻ cơ hội đầy toan tính để kiếm danh. Mang rợ và tàn nhẫn hơn Đao Phủ, hắn chờ một kịch bản để nâng hắn lên thành kẻ cứu nhân độ thế. Một hình ảnh tiên ông, có khi hắn còn mong một trận thiên tai tiếp đến để việc giải ngân của hắn được dư luận chú ý hơn. Trời ơi quý vị ơi, em mới mở cái máy này ra nè quý vị. Em được người hâm mộ á là chuyển tiền mời em cà phê quá trời luôn quý vị ơi. Quá trời người luôn, bây giờ em phải sao kê tài khoản ra nè. Xin phép mời cô ly cà phê, mà mời tới 500 ngàn nhiều dữ vậy. Rồi 500 ngàn, rồi 200 ngàn, trời ơi quá trời vậy. 450 ngàn. Trời ơi, rồi tôi mắc nợ rồi quý vị ơi. 100 ngàn, 500 ngàn, trời ơi quá trời luôn quý vị ơi. Trời ơi quý vị ơi, quý vị thấy em cảm động không? Đó, cái đây nè, đây là cái mà bên OCB người ta báo cho em nè. Đó là biết bao nhiêu người chuyển tiền vô mời cà phê em nè quý vị. Trời ơi em lại mắc nợ rồi. Trời ơi chết rồi, quá trời. À bây giờ em tiếp tục với quý vị nha quý vị. Đó, bây giờ đọc tiếp cái này nè quý vị. Nói về cái chuyện Hoài Linh thôi thì không biết nhiêu bao nhiêu cái comment mà người ta đã nói, mà nói thật với quý vị là gần như là người ta sụp đổ rất là nhiều. Bây giờ nói thật với quý vị, nói đi nói lại thì Hoài Linh bây giờ chỉ có dãy dụa để chết thôi, chứ không có còn cách nào mà có thể tạo dựng được từ cái uy tín này sau cái vụ mà đồng bóng mà em lỡ em khiều chúng Hoài Linh. Em lỡ em khiều chúng Hoài Linh, cái Hoài Linh bị câm luôn 2 tháng mấy. Rồi bây giờ đụng tới cái chuyện tiền bạc này, không biết nó nhại hay nó nhột cái gì đó mà Hoài Linh mới bị lôi ra. Vì sao? Trong cái lúc đó em nói là kiểu gì cũng phải truy Hoài Linh ra. Đấy quý vị thấy không? Ra mà có một điều em tiếc là tại sao hôm qua cái cuộc nói chuyện đó mà không phỏng vấn giùm em, là tại sao 2 tháng mấy nay là gần 3 tháng nay Hoài Linh bị câm. Câm bất ngờ luôn, câm và điếc. Đó, rồi bây giờ đụng tới cái chuyện này Hoài Linh mới ra mặt. Hiện nay cái câu chuyện của chúng ta đang rất xôn xao, rất sôi nổi, rất rơm rã với cộng đồng trong và ngoài nước về một tư cách Võ Nguyễn Hoài Linh. À, đã coi như là tạm dùng cái số tiền của cộng đồng xã hội để làm một cái tài khoản riêng cho mình. Tôi nói thật với quý vị nha, nếu như mà Hoài Linh có bay về Mỹ rồi thì má ơi mất luôn. Tôi nói một cái giả thuyết thôi nha quý vị. Vì đối với cái người nghèo á, mà họ nghe con số tiền đó thì rất là lớn. Nhưng mà ngay cả ở Mỹ, cái số tiền 500-600 ngàn đô đó là cũng là một sự nghiệp rồi đó quý vị. Cho nên con người gọi là thể hiện qua cái đẳng cấp của mình, cái vai trò của mình, cái thương hiệu của mình ngay thời điểm này. Và tôi không biết tại sao tôi khiều đúng ngay lúc mà hình như nghiệp quật Hoài Linh hay sao đó, mà tụi nó cứ nói tôi là tổ nghiệp sẽ quật tôi, nhưng mà ai quật ai đi không biết nữa đó. Cho nên á, một lần nữa tôi nói thật với quý vị á, tôi tiếc một cái là tôi không có đóng góp vô. Tôi nói đi nói lại thì quý vị thông minh quý vị sẽ hiểu, nếu tôi có đóng góp vô thì kiểu gì mà Linh không chạy khỏi tôi đâu. Tôi nói thật với quý vị á, tôi có một cái niềm tin, một giấc mơ rất là mãnh liệt, rất rất là mãnh liệt, mà giấc mơ của tôi á là ít khi nào sai lắm nha quý vị. Quý vị tin em không quý vị? Quý vị thả tim em đi, chùm chùm đi quý vị. Rất tiếc em không có cái thương vụ, trong cái thương vụ này. Nếu em có trong cái vụ án này thì thôi là linh đình luôn. Thì thôi cái chuyện này để cho cộng đồng mạng và những người mà trao niềm tin nhiều khi gặt hậu quả đó nha quý vị. Chứ không phải là trao niềm tin mà gặt được hiệu quả đâu nha quý vị. Đó, sau cái cú này là quý vị phải tự cân nhắc với nhau, và chúng ta phải có những cái chuẩn mực sau này. Và trong cái vụ này thì tôi cũng đề nghị là nhiều cái báo chí lên tiếng, chứ đừng có một hai tờ báo lên tiếng để mà che đậy cho Hoài Linh. Thì thật sự ra cái xã hội này, cái cuộc sống này, cái niềm tin này nó bị mai một rồi, buồn lắm. Nó không có công bằng, nó thật lòng.
Tại sao phải lên tiếng binh vực che đậy, khuất lấp những cái điều mà cố gắng dĩ dụ khi sự thật được phơi bày trần trụi ra như vậy rồi mà vẫn còn cố gắng níu kéo, vẫn còn dĩ dụ để chứng minh? Chứng minh cái gì bây giờ? Sai thì nó đã sai rồi, đi thì đi quá xa rồi. Ngoài cái chuyện này ra đó, thì sao Hoài Linh không lên chứng coi như là nói cho mọi người, minh chứng cho mọi người biết là Hoài Linh và ông Võ Hoàng Yên có quan hệ với nhau như thế nào và kết nối ra làm sao, có một cái điểm G ra làm sao? Trời ơi, tôi còn nằm mơ thấy hai người đấu kiếm nữa. Thiệt đó quý vị, ở đời này không gì là không thể đâu nha quý vị. Nhiều khi giấc mơ của em cho nó linh lắm đó. Cho nên nó nói thật với quý vị á, không biết làm sao trời xui đất khiến em trở thành nhiều chuyện. Em không thích nhiều chuyện đâu, mà tại chuyện nó quá nhiều cho nên em phải nói ra để sao không, để chúng ta coi lại tư cách đạo đức về một nghệ sĩ ưu tú, rất là ưu tú đúng quý vị. Thật chứ, nếu mà nói về hài kịch đó là Hoài Linh số 1 đó chứ. Và bây giờ Hoài Linh mà lên diễn không biết là có ai cười nổi nữa hay không, hay là khóc mẹ nó luôn rồi vì mất tiền, có khi vậy, không biết được nữa. Đó cho nên là bây giờ chúng ta phải coi lại nghệ sĩ. Tôi nói thật với quý vị, tất cả là trong lòng công chúng hết. Nhưng mà khi công chúng đã tẩy chay rồi, khi công chúng đã phủ nhận rồi thì chỉ còn đi vào lòng đất mà thôi. Cho nên người ta nói hạ cánh phải hạ cho an toàn. Cuộc đời hơn nhau là gì? Khi mình cống hiến hết rồi, mình còn được cái giá trị gì để mang theo? Để khi mình chết rồi, mình được người ta nhắc đến với sự ngưỡng mộ, tôn trọng, hay là nhắc đến để người ta nguyền rủa mình từ đời này qua đời khác, từ kiếp này qua kiếp khác. Cho nên tôi nói thật với quý vị, tôi rất là xin lỗi những cái fan cuồng của ông Võ Hoàng Yên, là của cái fan cuồng của Hoài Linh, vì tôi làm cho thần tượng của mọi người sụp đổ. Cái này không phải tại tôi đâu nha quý vị. Nhiều khi vận hạn nó đến, bị sao đô la nó đè đó quý vị ơi. Hai ông nội này là sao đô la đè, sao đô la đè nặng quá. Cho nên nó nhiều khi là nó mắc hạn đó. Mà hình như là cái điểm quan đồng nó giống giống nhau. Một bên đó thì chùa xây không có tiền. À thêm cái này nha quý vị, cái này quan trọng nè. Ông Hoàng Yên á, ông mới vừa xong một cái ngôi chùa ở ngoài Sóc Sơn Hà Nội á, thì ông có xin tiền tôi. Thì bây giờ đệ tử ông đang hoạt động ngoài đó, Nhiên Nhi lấy cái thông tin cho chị Hai Nhi. Đó, bây giờ quý vị thấy không, ông mọc ra tới ngoài Hà Nội rồi, ông có một cái ngôi chùa. Bây giờ chưa phải là ngôi chùa, bây giờ chỉ là cái chỗ mà phát thuốc thôi, cũng là đào tạo cho học trò của ông á, để mà đi lừa đảo tiếp. Đó, thủ lĩnh đạo đó, thủ lĩnh đó quý vị, tôi nói đâu có sai đâu. Cái này là ông nói với tôi và ông có xin tiền tôi, chứ tôi không có đặt chuyện. Không có đặt chuyện quý vị. Đó, bây giờ là đệ tử ông đi hoạt động ở Sóc Sơn á. À, ra đi chữa bệnh ở Sóc Sơn, nó cũng bốc thuốc nam thuốc gì đó quý vị. Và có một cái điều nữa, quý vị thấy không, kiểu gì kiểu tôi sẽ gửi một cái công văn đến Tịnh Độ cư sĩ. Được được không? Tôi sẽ có một cái công văn gửi đến Tịnh Độ cư sĩ và đề nghị là Tịnh Độ cư sĩ phải giải thích rõ cho tôi cái câu chuyện 14 năm về ông Võ Hoàng Yên. Không phải là họ không nghe tôi nói trên trực tuyến này đâu quý vị ơi, họ nghe hết đó, họ biết hết, nhưng mà tại sao họ không nói? Họ không có một cuộc trực tuyến nào với công chúng hết. Trong cái đó họ có bao nhiêu ngàn tín đồ, có bao nhiêu 200 ngôi chùa nha quý vị, ở khắp mọi nơi trong cả nước đó quý vị thấy không. Rồi để cho một cái thằng lăng băm nó đi lừa trong và ngoài nước mà nói là không biết. Cái này đó thật chứ quý vị, con nít 3 tuổi nó cũng không chịu nghe nữa, chứ đừng nói chi cả cái cộng đồng xã hội này. Đó, cho nên là tôi sẽ đích thân làm một cái đơn tôi gửi đến. Và tôi có nghe nói rằng là những cái vị chức sắc á, mà ngày xưa đó, mà đã có một lòng á, vì cái gọi là tu theo cái kiểu mà gọi là bóc thuốc chữa thuốc, bấm huyệt chữa bóp thuốc, thì họ rất là đàng hoàng tử tế. Như quý vị, tôi không có hiểu cái này nhiều, mà đại khái là tôi hiểu. Còn từ khi mà có cái thằng lăng băm này á, thì nó làm xáo trộn hết cái tịnh độ của người ta.
và nó chia phe ra 50-50. Và hiện nay á, một số ủng hộ nó và một số á, cũng chống đối nó, nhưng mà cái số chống đối nó đó thì không có đủ lực để lên tiếng. Và quý vị rằng đừng hiểu rằng là nó ra khỏi cái tịnh độ cư sĩ đó, nó vẫn còn lấp ló đâu đó, cái đám học trò của nó bắt đầu mọc dây, mọc cánh, mọc những nơi này nơi kia để đi chữa bệnh nha quý vị. Nó mới vừa khai trương cái chỗ chữa bệnh nó Sóc Sơn ngoài Hà Nội đó quý vị. Đó, quý vị thấy không, tôi nói không sai, nó mọc râu mọc rễ đầy. Và thủ lĩnh, nó tạo ra thủ lĩnh, bây giờ học trò của nó vẫn còn đi chữa bệnh, núp lén đâu đó và vẫn còn nghĩ rằng là tôi âm mưu, tôi hại nó. Thì bởi vì tôi mới nói với quý vị rằng, từ hôm giờ mình chỉ đang nói chuyện với nhau thôi, bây giờ cuộc chơi pháp lý mới bắt đầu đây nè quý vị. Trắng đen thì nó sẽ ra trắng, trắng ra trắng, ra đen. Chứ không phải là đơn giản mà mình đi nói vu khống người ta. Đó quý vị, mà rõ ràng nó lừa quá tinh vi, nó dẫn dắt, nó sổ mũi nguyên một cái tịnh độ, nghĩa là đi theo ý chí của nó, theo hướng của nó. Và tôi biết thêm một cái điều nữa là cái thẻ member đó đó là ở bên tịnh độ họ có phát hành, nhưng mà muốn đúng hay sai gì là cũng do nó, nhưng cái riêng của nó là gọi là tín đồ riêng của nó nha quý vị, có nghĩa là nó dựa vô đây và nó hoạt động bên đây. Quý vị thấy nó cao thủ ghê không, và gần như nó sổ mũi đi hết một cái nhóm sau này, không ai dám nói hết trơn. Còn những người chức sắc ở đó, có một cái ông trưởng lớn nhất ở đó thì đã rất là già rồi, già mà yếu nữa đó quý vị. Cho nên những người mà còn khỏe trẻ trẻ đó, gần như là bị nó sổ mũi hết. Cho nên cái câu chuyện này á, vẫn còn ấp mở, vẫn tất cả trong chúng ta vẫn chưa thấy hài lòng khi mà chưa có ai lên tiếng sự thật về ông Võ Hoàng Yên. Đúng không quý vị? Có tội với nhân dân, có tội với đồng bào, có tội với dân tộc, đi chữa bệnh chết người mà vẫn không nghe ai nói hết. Vậy thì pháp luật ở đâu, thượng tôn ở đâu, cái gọi là cái gì, gọi là cái chứng chỉ của cái tịnh độ cư sĩ á, nó nằm ở chỗ nào? Không ai chứng minh được hết trơn á, có nghĩa là tự mày làm, tự mày chịu, rồi tự mày tất cả hết thì đâu có được, phủi hết thì đâu có được. Và chúng ta tin là gì? Tin vào tịnh độ cư sĩ, tin là người tu hành, tin là một con người mang cái mát, à, ăn chay niệm Phật, à, và tu theo phước huệ song tu gì đó. À, tôi nhớ được cái câu đó đó quý vị, để mình đi lừa người ta. Quý vị thấy không? Nếu mà nói tổ chức thì cũng không đúng, mà nói không biết thì cũng không được. À, quý vị thấy nhức nhối không quý vị? Đây là một cú lừa thế kỷ, mà bản thân tôi cũng bị tin, mà cũng mấy trăm tỷ rồi, nhưng tôi không có bị chết người. Vậy còn biết bao nhiêu người chết á, không ai lên tiếng hết, không ai nhận trách nhiệm gì mình hết, không ai cảm thấy rằng mình có lỗi với đồng bào dân tộc, không ai nghĩ rằng vì cái tình độ của mình mà mình đã coi như là vô tình hay cố ý tiếp tay cho nó đi lừa đảo suốt 14 năm. Chẳng lẽ những cái video clip mà nó lên nó nói ngời ngời như vậy mà chẳng lẽ bên tình độ không nghe? Quý vị thấy có vô lý không quý vị? Quá vô lý đúng không? Và tại sao nghe mà không lên tiếng? Chẳng lẽ nó chữa cho câm điếc luôn rồi? Đó, bây giờ tôi nói đi nói lại, quý vị thấy có vô lý không quý vị? Nếu tôi nói sai, tôi không bao giờ nói, mà tôi nói là phải đúng. Đó, bây giờ thấy không? Họ chối bỏ trách nhiệm hết. Đó, vậy thì cái tịnh độ cư sĩ này họ tồn tại để làm gì? Bây giờ quý vị nói đi, họ tồn tại là được hay không được, không có trách nhiệm gì với ai hết. Vậy thì chúng ta có nên tin nữa không? Phải có trách nhiệm chứ, làm sao là không có trách nhiệm được? Vậy cái quy luật đó đâu, cái gọi là cái niềm tin mình đặt có đúng chỗ hay không? Chưa nghe ai lên tiếng hết. Hay là người ta nói im lặng là vàng, còn tôi nói ra tôi mới là kim cương nè quý vị. Nói ra mới là kim cương, còn người ta nói im lặng là vàng, chưa phải vậy đâu. Trốn tránh trách nhiệm, chối bỏ trách nhiệm. Thứ nhất, thứ hai nữa đó là không muốn dính vào, hay là dính vào ngại quá, hay là bị nó khóa mỏ rồi để cho nó dẫn dắt một nhóm luật sư đó là bảo vệ nó, để qua cái câu chuyện này nó thoát thì thoát hết. Không được quý vị ơi, chơi vậy chơi không vui, chơi xấu với em không được, và chơi xấu với cộng đồng luôn không được. Bây giờ tôi hỏi quý vị, nếu như nó không mang danh tịnh độ để đi chữa bệnh, ai tin nó? Đúng không quý vị? Nó lúc nào cũng tịnh độ cư sĩ, ăn chay niệm Phật, phước huệ song tu, tình người cao cả, A Di Đà Phật, ai mà không tin? Phải không quý vị? Hãy như em bây giờ em ra em đi chữa bệnh, ai tin em? Đúng không quý vị? Thật sự luôn đó quý vị. Quý vị phải công nhận điều đó đúng không? Bây giờ trước mắt mình tin là mình cũng là niềm tin. Rồi thằng Hoài Linh cũng vậy, cũng là niềm tin. Niềm tin của nó là gì? Là một nghệ sĩ cao quý, rất là cao quý. Đó quý vị thấy không? Cũng là niềm tin. Đó, mình cứ tạm ứng niềm tin rồi mình thất vọng, mình sụp đổ, rồi mình coi như là
bị lừa. Đau lắm chứ quý vị. Mình là những con người hiểu biết mà mình bị những cú lừa ngoạn mục vậy, mình cảm thấy mình bị sỉ nhục lắm chứ quý vị. Nhưng mà thôi em không nhục đâu. Chính vì em không nhục mới lột trần nó ra nha quý vị. Chứ nếu mà em biết nhục hay là em nghĩ rằng em phải nhục thì em đã không lôi tụi nó ra đâu quý vị. Em vượt qua sự sỉ nhục lâu rồi, em mới có thể lên đây ngồi nói chuyện với quý vị, em chia sẻ với quý vị, tại vì em là người trong cuộc. Mặc dù là em chỉ biết nó một thời gian ngắn lắm, nhưng mà em cũng được cái em thông minh, cho nên em đã hiểu được nhiều điều. Đi sâu đi sát thì em mới biết được những cái điều gọi là thực sự là bỉ ổi. Đó, bây giờ vòng vòng quý vị thấy không? Bây giờ tất cả chúng ta phải hỏi tịnh độ cư sĩ, trách nhiệm của tịnh độ cư sĩ ở đâu để rồi nó đi. Hôm nay lòi ra bao nhiêu người chết rồi. Chết người nha quý vị, không phải giỡn nha, mạng người chứ không phải là đùa. Vậy thì cái bằng cấp của nó, rồi cộng thêm cái tịnh độ cư sĩ của nó và cái chữa bệnh phản khoa học của nó đã gây hậu quả ra bao nhiêu người thì mất tiền, người thì bị mất niềm tin, người thì mất mạng. Có tội không quý vị? Có tội đồ với chúng ta không quý vị? Tại vì những người chưa từng lâm vô hoàn cảnh mà có người bị mất, có người bị lừa thì ngồi đó mà chu chéo chửi rủa tôi, lâm vô hoàn cảnh đi rồi mới hiểu được cái cảm giác mình bị lừa nó ra làm sao. Đó, cho nên tôi nói quý vị thấy không? Tôi không ngừng chiến đấu, chỉ có 2 ngày thôi lòi ra 2 người chết. Quý vị thấy càng đi về sau, quý vị thấy không? Tôi đã nói cuộc chiến chỉ mới bắt đầu thôi. Quý vị thấy tôi nói đúng không? Chưa kết thúc bao giờ, chỉ mới có bắt đầu thôi đấy quý vị, là cuộc chiến pháp lý. Đó, 2 ngày thôi lòi ra 2 người chết. Còn trước đó đó là nó dãy dụa, nó bưng bít, nó làm tất cả mọi thứ từ giang hồ này nọ kia, thậm chí là nó cho báo chí đăng luôn giang hồ để chi, để đừng có nhận dân sợ không dám lên tiếng. Đó cũng là một cái bẫy của nó đó quý vị. Nó sẵn sàng cho mình biết nó giang hồ để chi, những người yêu bóng vía đó đâu có dám lên tiếng. Giang hồ giang hán thì nó cũng có hết. Nó mướn những con giang hán chơi giang hồ với mình. Đó quý vị thấy rõ ràng không? Để chi? Để mà những người nạn nhân yếu bóng vía thôi thôi thôi, đụng vô nó là có giang hồ giang hán im. Nhưng mà em đâu có im, em vẫn ngày đêm em rỉ rả, em vẫn ngày đêm em công kích nó. Thì quý vị nó thấy 2 ngày liền lòi ra 2 người chết đó. Mặc dù cái sự việc nó đi hôm nay là đã gần 3 tháng nay rồi, nó chưa bao giờ dừng nóng quý vị thấy không? Chưa đâu còn nữa, có biết bao nhiêu nạn nhân của 14 năm thấm thác gì 3 tháng mà em ngồi em chu kéo. Đúng không quý vị? Nếu mà người có lương tâm sẽ thương em vô cùng, vì em dám sống một lần cho cái sự tử tế, và em dám sống một lần để mà lôi cái đám dối trá này, một tập đoàn lừa đảo này ra. Chứ còn nếu mà em giống như mọi người thì chìm xuồng ngay và luôn, tại vì em đọc được cái vị của nó. Nó dùng mọi cách để khủng bố thiên hạ, và trong đó là nó khủng bố em. Nhưng mà nó quên một điều là chính em là người công kích để nó lọt bẫy em. Em barbecue tụi nó mà tụi nó tưởng là tụi nó ngu nhất mà nó tưởng là khôn nhất, ngu nhất mà tưởng khôn gì mới ghê chứ. Cái câu em hay thường hay nói vậy đó. Thì thành ra em nói với quý vị là cuộc chiến này chỉ mới bắt đầu thôi. Thấy không? Mà bây giờ lội ra bao nhiêu là nạn nhân đau thương của tụi nó. Bao nhiêu người thân bại danh liệt, bao nhiêu người tán gia bại sản. Quý vị nghĩ đi. Rồi tôi nói thật với quý vị không biết đâu, tôi cũng biết chứ. Sau 3 tháng nay tôi làm như thế này là biết bao nhiêu người mê tín nó dừng lại. Biết bao nhiêu người tự nhiên thấy sao mình ngu quá. Mình đi mê tín, mình đi nhảy đồng nhảy bóng, mình đi mê tín những cái lời phán là ông này bà kia đó, tủ quyền thất tổ thế này thế họ kia, đi qua thế giới thứ ba, lập tức quay về cuộc sống hiện tại luôn. Nhất là phụ nữ hay bị dẫn dắt mình những cái chuyện ma mị đó đó, lập tức quay lại cuộc sống hiện tại. Cho nên ít nhất tôi cũng cảm thấy lòng tôi vui. Quý vị thấy không? Cho nên tôi nói đây là một cuộc chiến mà tôi vẫn làm chủ cuộc chơi. Bởi vì sao? Tôi đọc được tất cả các cái mùi vị của nó, các cái cách kiểu cuộc chơi của nó. Ở ngoài nó tỏ ra nó đạo mạo bao nhiêu, ở bên trong nó khốn nạn thối nát bấy nhiêu. Quý vị thấy không? Đi ra công an mà nó mang cả luật sư, bao dây cả luật trừng ở bên ngoài, rồi nó quay ngược lại nó nói rằng nó sợ tôi gặp nó tôi xà vô, cho nên nó phải cho người bảo vệ. Trời ơi, nó bị ổi chưa từng. Cho nên tôi nói thật với quý vị á, ở đời người ta nói có một cái câu đó, đi đêm có ngày gặp ma, rồi vỏ bút giày có móng tay nhọn. Tôi được một cái là liều mà rất gan nha quý vị. Tôi chơi chưa bao giờ bỏ chạy. Cho nên tôi nói thật với quý vị, không có cái lá gan như tôi á thì kể cả đàn ông cũng không chịu nổi nó nữa, chứ đừng nói mà một người phụ nữ như tôi.
Tôi bất chấp tất cả, tôi vượt qua cái sự sỉ nhục của xã hội, tôi vượt qua những cái đời, những cái điều rất đời, rất thường để tôi sống một lần đáng sống. À, quý vị thấy không? Tôi đâu có sợ gì đâu, bởi vì bản thân tôi biết tôi đang làm gì mà. Tôi đâu có khùng, tôi đánh đổi được cái gì. Vì tôi sống tới giờ phút này rồi, tôi đâu có cái gì để tiếc nuối nữa, tôi bỏ qua hết rồi. Cho nên tôi nói thật với quý vị á, thêm một lần nữa tôi cũng không bao giờ mà bỏ chạy và không bao giờ mà tôi tiếc nuối khi những gì tôi làm. Và tôi bất chấp tất cả những lời khuyên sao? Bởi vì nếu tôi sống bằng những lời khuyên thì tôi không có ngày hôm nay. Cho nên á, những người khuyên tôi á, họ chưa hiểu hết. Cho nên là khuyên thì cũng có một cái ý tốt. Nhưng mà tôi là người trong cuộc, tôi phải hiểu cái thằng ở trong kẹt nó làm gì chứ. Phải không quý vị? Thả tim với em đi quý vị. Bao nhiêu người xem rồi con?